Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 306, tướng môn hổ tử. Quách Thụy Dương nhìn thấy người ta đều là thanh niên trẻ tuổi, mình chen vào cũng không có ý tứ, liền đứng dậy nói, tôi còn phải về ban chú kinh họp, mọi người cứ ăn đi, không cần phải thanh toán, tôi ký là được. Trong câu này mang theo hai nhân tố quan trọng là họp và ký, người khác vừa nghe đã biết y là lãnh đạo. Trương Dương cười nói, cảm ơn chủ nhiệm Quách. Quách Thụy Dương nói, cảm ơn cái gì, là huynh đệ một nhà mà, đúng rồi, tối nay cậu đừng đi, lát nữa uống xong thì về khách sạn Thanh Giang, tôi bảo người để lại phòng cho cậu, uống rượu lái xe không an toàn đâu. Trương Dương gật đầu, Quách Thụy Dương thật sự rất biết làm người. Sau khi Quách Thụy Dương đi, Cha Vi và mấy bạn học đều bật cười, Cha Vi sáng mắt sáng lòng, ông già vừa rồi có phải là có chuyện cầu anh không, sao quan tâm tới anh thế? Trương đại quan nhân cười nói, tôi thế lợi như vậy ư? Chẳng lẽ trên thế giới này không có tình bạn chân chính à? Cha Vi lắc đầu, nói, tôi thấy không có đâu. Cô ta móc điện thoại ra, nói, đúng rồi, tôi gọi Giang Quang Á ra nhé, để gã làm lái xe cho chúng ta. Mấy nữ sinh đồng thời hoan hô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương và Quách Thụy Dương chỉ uống có nửa bình Mao Đài. Bốn nữ sinh sau khi ngồi xuống, Cha Vi cầm bình Mao Đài lên xem, không nhịn được liền nói, ôi, thật là xa xỉ, ăn dạ dày uống Mao Đài, còn là loại chôn 30 năm nữa, không nhìn ra anh còn trẻ tuổi mà hoang thế. Trương Dương cười nói, ai mà không có 5-7 người bạn, uống Mao Đài thì gọi là hoang. Tôi không tin là cha cô không uống Mao Đài. Cha Vi trừng mắt, nói vậy là sao? Anh mà so được với cha tôi à? Trương Dương mỉm cười. Nói tôi trẻ tuổi hơn ông ấy, đặt chúng tôi ở cạnh nhau, đối với bộ trưởng cha là không công bằng. Cha Vi bất lực thở dài, nói, không nói lại anh, ăn nhờ của người ta, được, tối nay không tranh với anh. Giang Quang Á sau 20 phút thì tới nơi, xe BMW của gã không lái vào được, đành đỗ ở trên đường ở ngoài đầu ngõ, cầm một cái túi sách Goliath đi vào, tuy là buổi tối, nhưng cũng không mặt tiện trang mà là vẫn một thân tây phục là lượt. Giang Quang Á rất chú ý tới hình tượng. Đi đâu cũng hấp dẫn sự chú ý, nhìn thấy Trương Dương, gã cảm thấy kinh ngạc, thật nghĩ không thông Cha Vi vì sao lại ở cùng với Trương Dương. Trương Dương cười ha ha vẫy tay với gã, Quang Á, tới đây ngồi đi. Giang Quang Á đi tới ngồi xuống cạnh Trương Dương, cười nói, ăn cơm mà không báo trước cho tôi một tiếng. Cha Vi nói, chẳng may gặp nhau thôi, chủ nhiệm Trương mời khách, cơ hội hiếm có, cho nên mình vội gọi bạn tới cái nơi quê mùa này. Trương Dương nghe ra Trương Dương có ý châm biếm, không khỏi kháng nghị cái gì gọi là nơi quê mùa. Tôi nhỏ nhen vậy ư? Cha Vi nói, không nhỏ nhen, người ăn ở quán vỉa hè mà còn uống rượu Mao Đài 30 năm, làm sao mà nhỏ nhen được? Mấy người đều bị cảnh một hỏi một trả lời của Trương Dương và Cha Vi chọc cười. Giang Quang Á có chút hưa sạch sẽ, trong lòng bái xích kiểu hàng rong không có đẳng cấp này, nhưng bạn học gọi gã tới, gã cũng không tiện en soi gì. Từ lúc ngồi xuống không hề động đũa. Cha Vi và mấy bạn học nữ cũng gấp rất nhanh, bọn họ đều uống rượu trắng với Trương Dương, có chút ý tứ xa luân chiến, Trương đại quân nhân ai mời cũng tiếp, thầm nghĩ dựa vào bốn con bé các cô mà cũng định chuốc sai tôi ư. Giang Quang Á vừa nhìn đã biết là loại con ngoan được tiếp nhận giáo dục tốt, gã thủy chung chỉ mỉm cười ngồi xem, có điều gã cũng bội phục tử lượng của Trương Dương, 1,5 cân rượu Mao Đài thì có tới 1 cân chui vào bụng Trương Dương. Nhưng thằng ôn này không hề có vẻ say. Cha Vi vẫy tay với Giang Quang Á, giúp mình đi mua bình rượu đi. Cô ta và Giang Quang Á tuy là cùng tuổi, nhưng cử chỉ lại cứ như là chị hai của Giang Quang Á vậy. Đây cũng là nguyên nhân giữa hai người họ tuy là thanh mai trúc mã, nhưng thủy chung không thể nào hợp nhau được. Giang Quang Á nhìn bình rượu, muộn như vậy rồi còn bắt gã đi đâu mua rượu Mao Đài 30 năm đây. Trương Dương nói, không cần phiền vậy đâu. Chúng ta uống nhị hoa đầu đi. Mấy cô gái đều nhìn Trương Dương, từ rượu Mao Đài 30 năm đổi thành nhị hoa đầu, biến hóa này cũng hơi lớn một chút, Cha Vi cũng không bới móc, cười nói, được, nhị hoa đầu thì nhị hoa đầu, bốn người chúng tôi chẳng lẽ không uống lại anh à? Trương đại quan nhân mỉm cười nói, sắp tâm muốn chuốc say tôi phải không? Tôi không chịu được đâu, sáng sớm mai tôi còn phải về Giang Thành. Cha Vi nói, anh muốn chạy à? Giang Quang Á ngẩng đầu lên nhìn, nghe thấy Trương Dương sắp đi gã cũng thầm cảm thấy may mắn, chỉ ít thì trong khoảng thời gian ngắn cố dưỡng sẽ không gặp hắn. Cha Vi nói, đã muốn đi, vậy thì càng phải uống thêm, không phải có câu khuyến quân canh ẩm nhất bôi tửu,
Tây xuất Dương quan vô cố nhân ư? Trương Dương cười nói cứ như là đi lính vậy, tôi là về Giang Thành, là đi về phía Nam, không phải là về phía Tây, cha Vi, cô là một cô gái xinh đẹp, nhưng sao lại ngốc thế? Mấy người đều bật cười, cha Vi muốn ăn thịt dê nướng, bảo Giang Quang Á đi mua, Giang Quang Á rất nghe lời, ở cạnh đây không xa có quán thịt nướng Tân Cương, gã đứng dậy đi mua. Nhìn bóng lưng của gã, Trương Dương không khỏi cười nói, gã đối với cô không tồi, chàng trai tốt như vậy đừng bỏ qua nhé. Cha Vi trừng mắt lườm Trương Dương, con người anh rất thích ăn nói linh tinh nhé, đừng làm vấy bẩn tình cảm bạn bè thuần khiết của chúng tôi. Cô ta chuyển đề tài, tôi còn muốn nhờ anh một chuyện, Quang Á thích Cố Dưỡng Dưỡng, anh có thể giúp tác hợp cho họ không? Trương Dương nhấm một ngụm rượu, nói chuyện cầu hôn làm mối cô đừng tìm tôi, về phương diện này tôi thành sự không đủ mà bại sự thì có thừa. Cha Vi nghe hắn nói chuyện rất thú vị, ngẫm kỹ lại thì thấy đúng là vậy thật, không khỏi bật cười. Lúc này phía quầy thịt nướng Tân Cương có tiếng cãi vã, bọn họ nhìn sang, thấy Giang Quang Á bị mấy người Duy Ngô Nhĩ vây lấy, gã nắm tay một đứa bé người Tân Cương, tức giận nói gì đó. Cha Vi đứng dậy đầu tiên, Trương Dương tuy có giao tình bình thường với họ, nhưng đã gặp phải chuyện này thì cũng không thể phủi tay bỏ đi. Đi sang hỏi mới biết, vào lúc Giang Quang Á mua thịt nướng, ví tiền bị người ta móc, lúc đó bên cạnh chỉ có đứa bé Tân Cương này chen tới, Giang Quang Á nhận định là đứa bé Tân Cương này lấy trộm. Giang Quang Á không muốn làm to chuyện, tóm lấy đứa bé chỉ muốn nói trả lại ví tiền là được, ai ngờ lần này lại chọc phải tổ ong, hơn 10 người Duy Ngô Nhĩ vây tới, bọn họ ai ai cũng như hung thần ác sát nhìn chằm chằm vào Giang Quang Á, hận không thể nuốt sống gã. Giang Quang Á thấy cảnh này cũng có chút sợ hãi, gã dẫu sao cũng chỉ là sinh viên. Tuy bối cảnh có thực lực hùng hậu, nhưng nơi này dẫu sao cũng là một ngõ nhỏ của Bắc Kinh, đám người Duy Ngô Nhĩ này là một tập thể. Một tên người Duy Ngô Nhĩ thấp béo tay cầm móc sắt treo thịt dê hung hăng nói, con mắt nào của mày nhìn thấy con trai tao trộm đồ? Có tin tao đâm chết mày không? Giang Quang Á cắn chặt môi, Cha Vi lúc này bước tới, nói tới gan dạ thì một cô gái như Cha Vi còn gan hơn Giang Quang Á nhiều. Cô ta móc điện thoại ra, có phải là các người trộm hay không thì chúng tôi không có chứng cớ, chúng tôi báo cảnh sát. Báo cảnh sát thì báo đi, ai sợ chứ? Một người Duy Ngô Nhĩ cao to đột nhiên xông lên. Giật lấy di động của Cha Vi, gã nói tiếng Bắc Kinh nửa vời, đừng có ở đây làm ảnh hưởng tới sinh ý của tôi. Trương Dương lúc ở Giang Thành đã từng gặp không ít bọn trộm con Tân Cương, vừa nhìn đã thấy đám người Duy Ngô Nhĩ này có vấn đề, Trương Dương cũng không muốn đa sự, loại chuyện này rất khó xử lý không tốt sẽ lên tới mâu thuẫn dân tộc, huống chi Giang Quang Á, Cha Vi đều là người của gia đình có bối cảnh, không đáng xích mích với đám người Duy Ngô Nhĩ này. Ánh mắt của Trương Dương quan sát tử tế xung quanh, nhìn thấy một người Duy Ngô Nhĩ nhân lúc hỗn loạn đi ra xa, Trương Dương bước lên đuổi theo, đột nhiên vỗ lên vai hắn, anh bạn, đi vội đi. Người Duy Ngô Nhĩ đó giật nảy mình, từ trong áo rơi ra một cái ví tiền màu đen, chính là của Giang Quang Á. Trương Dương nhặt ví tiền lên, cười nói, mau quá, Quang Á, ví tiền của cậu rơi xuống đất này. Trương Dương ý vị thâm trường nhìn người Duy Ngô Nhĩ đó, hắn không muốn sinh sự, đối phương nếu thông minh thì ngoan ngoãn giải tán. Chuyện này coi như đến đây là kết thúc. Nhưng chuyện lại không được như ý như Trương Dương nghĩ. Hắn vừa cầm ví tiền lên, lập tức chọc phải tổ ong, một đám người Duy Ngô Nhĩ vậy tới, tên thấp béo rõ ràng là người cầm đầu, gã hùng hổ nói, hiện tại tìm thấy ví rồi, không ngờ lại dám vu hãm chúng tao. Trương đại quan nhân bị chọc giận rồi, cười lạnh nói, nể mặt mà không cần mặt đúng không? Đúng vào lúc sắp đánh nhau thì nghe thấy một giọng nói uy nghiêm, a bố lạp, chúng mày làm gì đấy? Có tin tao bắt hết về đồn không? Tên thấp béo quay mặt lại, lập tức chuyển sang tươi cười niềm nở, cục trưởng Lương, là ngài à? Không có chuyện gì cả, chỉ hiểu lầm tí thôi mà. Gã đánh mắt ra hiệu, một đám người Duy Ngô Nhĩ lập tức giải tán. Trương Dương nhận ra người này, là Lương Liên Hợp, phó cục trưởng phân cục khu vực này, trước đây Trương Dương cũng từng qua lại với gã, người này của Bát Quái Môn, cũng là sư huynh của Kiều Bằng Phi, lần trước bởi vì ra mặt cho Kiều Bằng Phi. Tới ban chú Kinh Xuân Dương tìm Trương Dương chút giận, kết quả bị Trương Dương làm cho mất hết mặt mũi. Lương Liên Hợp từ tay một tên Duy Ngô Nhĩ lấy lại di động cho Cha Vi, đi tới trước mặt cô ta rồi trả lại. Sau đó mới bước về phía Trương Dương, cười nói, chủ nhiệm Trương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trương Dương cười ha ha, nói cục trưởng Lương, may mà có anh tới, nếu không tối nay thành mâu thuẫn dân tộc mất. Hắn lưu ý tới Lương Liên Hợp mặc thường phục, xem ra là vừa may xuất hiện. Lương Liên Hợp cùng bạn tới gần đây ăn cơm,
gã nói với Trương Dương, xem lại xem có thiếu gì không. Trương Dương giao lại ví tiền cho Giang Quang Á đếm lại, bên trong không thiếu một xu. Gã và mấy người bọn Cha Vi về bàn ngồi. Lương Liên Hợp tiếp tục đứng nói chuyện với Trương Dương, gã cười nói, khu vực này rất nhiều người Tân Cương, đám người Duy Ngô Nhĩ này nuôi một đám trẻ em Tân Cương, thường xuyên móc túi, tôi sai người quan sát chúng một đoạn thời gian, có điều chúng rất giàu hoạt, tuy có bắt được mấy vụ, nhốt mấy tên, nhưng bọn chúng vẫn chứng nào tật nấy, lấy danh nghĩa bán thịt nướng tiếp tục làm ở đây, xem ra phải xử lý mạnh tay hơn. Trương Dương nói, anh nếu tới muộn một chút là tôi ra tay rồi đó. Lương Liên Hợp cũng biết võ công của hắn, gã thở dài, nói, ra tay không giải quyết được vấn đề đâu, đánh người Hán còn dễ giải quyết, nhưng anh đánh người dân tộc thiểu số thì tính chất khác hẳn rồi, không dễ xử lý, thật sự là không dễ xử lý. Trương Dương gật đầu, vừa rồi hắn sở dĩ một mực nhẫn nhục cũng chính là bởi vì sợ phiền phức. Lương Liên Hợp nói, con đường nhỏ này rồng rắn hỗn tạp, lúc các anh ăn cơm nên cẩn thận một chút. Gã nói xong liền cáo từ Trương Dương. Trương Dương rất khách khí tiến gã vài bước, trước đây giữa họ tuy xảy ra chuyện không vui, có điều đều là bởi vì Kiều Bằng Phi, tối này Lương Liên Hợp giải vậy vẫn khiến Trương Dương lĩnh tình. Cha Vi sau khi lấy lại di động, cảm thấy bên trên dính mùi thịt dê nướng, dùng khăn lau một lúc mới bỏ vào trong túi. Trải qua chuyện không vui vừa rồi, mấy người cũng mất hứng, Giang Quang Á thấy thời gian không còn sớm, đề nghị đưa bọn Cha Vi về. Trương Dương và họ sau khi chia tay cũng không quay lại khách sạn Hương Quốc, tối hôm đó ở lại ban chú Kinh Bình Hải, Quách Thụy Dương để lại cho hắn một phòng. Buổi tối Trương Dương ngủ rất sâu, cho tới hơn 9 giờ sáng ngày hôm sau mới dậy, chuyện đầu tiên khi hắn dậy là gọi điện thoại cho Tần Manh Manh, lúc trước đã nói rõ hôm nay Tần Manh Manh dẫn Tần Hoan cùng hắn về Giang Thành. Gọi ba cú mới có người nhấc, giọng nói của Tần Manh Manh có chút mệt mỏi, Trương Dương à, chào anh. Trương Dương nói, chào cô, Tần Manh Manh, con trai tôi đâu? Tần Manh Manh nói, Trương Dương, tôi hôm nay không thể tới Giang Thành được. Trương Dương nghe vậy liền ngây ra, lớn tiếng nói, vì sao? Cô không biết bệnh tình của Tần Hoan đã không thể chậm trễ được nữa rồi à? Tôi chưa từng thấy ai như cô, chẳng lẽ cô không thấy khẩn trương vì Tần Hoan ư? Tần Manh Manh nói, bên trên đột nhiên giao nhiệm vụ, tôi không thể đi được, cho nên tôi định nhờ anh dẫn Tần Hoan tới Giang Thành. Trương Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa rồi bởi vì quá quan tâm tới Tần Hoan, không nghe Tần Manh Manh giải thích đã oán trách cô ta rồi, hiện tại sau khi biết rõ nguyên nhân chân chính thì có chút áy náy, nói, xin lỗi. Tần Manh Manh nói, không có gì, anh cũng là vì quan tâm Tần Hoan thôi, anh ở đâu? 5 giờ chiều tôi đưa Tiểu Hoan tới chỗ anh. Trương Dương nhìn đồng hồ, xe lửa 6 giờ rưỡi thì khởi hành, vẫn kịp, 5 giờ cô trực tiếp đưa Tiểu Hoan tới ban chú Kinh Xuân Dương nhé. Tôi ở đó đợi hai người. Trương Dương nói lại địa chỉ cụ thể của ban chú Kinh Xuân Dương cho Tần Manh Manh, sau đó mới gác điện thoại. Lần này sở dĩ chọn đi tàu hỏa về Giang Thành, đều là bởi vì một câu nói của Tần Hoan, nó nói rằng cả đời này chưa được ngồi tàu hỏa. Trương Dương sau khi rời khỏi ban chú Kinh Bình Hải liền về khách sạn Hương Quốc lấy đồ đạc, sau đó lại tới ban chú Kinh Xuân Dương, kiên nhẫn đợi mẹ con Tần Manh Manh tới. Vào 5 giờ chiều, Tần Manh Manh tới rất đúng giờ. Cô ta còn mặc quân trang, Tần Hoan nhìn thấy Trương Dương thì vui vẻ chạy tới, gọi cha ngọt xớt, khiến cho đám nhân viên công tác của ban chú Kinh đều nhìn về phía này. Phu Tiểu Đông nhìn Trương Dương đầy hiếu kỳ, tuy Trương Dương có nói với cô ta là nhận con nuôi, nhưng lúc này cũng không khỏi hoài nghi, Tần Hoan này chắc không phải thật sự là con của hắn chứ. Tính toán số tuổi của Tần Hoan, Trương Dương nếu là cha ruột của nó, vậy thì trừ phi là 16-17 tuổi đã bắt đầu gieo giống, người khác thì không thể. Nhưng ở trên người Trương Dương thì khả năng này là rất lớn, huống chi Tần Manh Manh một thân nhung trang, anh tư hiên ngang, trong vẻ nhu mị lại mang theo một cỗ anh vũ chi khí mà nữ tính bình thường không có, dạng mỹ nữ này, với tính tình của Trương Đại Quan Nhân, rất khó nói là không động tâm. Tiên nhập vi chủ, câu nói này vô cùng chính xác, ấn tướng mà một người lưu lại cho người khác rất khó thay đổi, Trương Dương lần này là thật lòng muốn giúp Tần Hoan, hắn đối với Tần Manh Manh không có tạp niệm gì cả, nhưng người khác không tin. Cho dù người ta không nói, nhưng trong lòng đều phỏng đoán quan hệ giữa Trương Dương và Tần Manh Manh. Tần Manh Manh giao Tần Hoan cho Trương Dương, nói Tiểu Hoan giao cho anh đó, phía tôi làm xong việc sẽ lập tức tới Giang Thành hội hợp với hai người, tối đa là không quá một tháng. Trương Dương cười nói, cô yên tâm đi, về Giang Thành còn phải làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, không phẫu thuật nhanh được đâu. Tần Manh Manh gật đầu, có chút quyến luyến nhìn con trai.
cô ta phát giác ra ánh mắt hiếu kỳ của mọi người ở xung quanh, cho nên không muốn ở lại ban chú kinh lâu, trước khi đi còn giao một phong thư cho Trương Dương, bên trong có 2 vạn đồng, anh cầm trước đi, nếu không đủ thì tôi chuẩn bị thêm. Trương Dương nghĩ một chút rồi vẫn nhận lấy, con người của Tần Manh Manh không thích thiếu nợ người khác, mình nếu như kiên trì trả khoản dược phí thay cô ta, ngược lại sẽ ẳng khiến cô ta hoài nghi mình có ý bất lương. Tần Manh Manh xoa xoa má Tần Hoan, nói Tiểu Hoan, con phải nghe lời chú Trương nhé, dì xong việc sẽ quay lại với con. Tần Hoan có chút không nỡ, nắm tay Tần Manh Manh nói, dì, vì sao không thể đi cùng con? Tần Manh Manh ngồi xuống nhìn khuôn mặt đáng thương của Tần Hoan, nói, dì đột nhiên nhận được nhiệm vụ, không có cách nào đi cùng con được, có điều con cứ yên tâm, dì sẽ xong việc nhanh thôi, rất nhanh sẽ tới với con theo chú Trương đi chơi nhé. Tuy Tần Hoan luôn miệng gọi Trương Dương là cha, nhưng Tần Manh Manh lại không thừa nhận. Tần Hoan gật đầu. Tần Manh Manh đứng dậy rời đi, cô ta không dám ở lại lâu nữa, sợ nhìn thấy ánh mắt quyền luyến của thằng bé. Tần Hoan tuy hơi buồn, nhưng nó cũng biết gì rất nhanh sẽ quay về với mình, hơn nữa bên cạnh còn có Trương Dương. Trương Dương ôm Tần Hoan, nói với Vu Tiểu Đông, sao? Hai chúng tôi có giống nhau không? Vu Tiểu Đông nhìn, không ngờ lại gật đầu, nói, còn không à, đúng là giống thật. Đều là tóc đen da vàng. Trương Dương cười ha ha. Vu Tiểu Đông nhắc nhở, nên đi rồi, tôi đưa hai người tới bến xe lửa. Trương Dương gật đầu, hắn về phóng lấy túi du lịch, Tần Hoan đi sát theo hắn, nắm chéo áo Trương Dương, như sợ hắn đi mất, Trương Dương không khỏi cười nói, con đúng là một kẻ bám đít. Tần Hoan nói, gì nói xã hội hiện tại nhiều người xấu nói, trẻ con nhất định phải theo sát người lớn. Cha con hiềm con phiền chứ. Trương Dương lắc đầu, con trai ngoan, cha yêu con còn không kịp nữa là. Lên xe, hắn kéo cửa xe, lúc này một chiếc xe jeep quân dụng trực tiếp lái vào sân của ban chú kinh, một sĩ quan dáng người thấp nhưng chắc khỏe bước xuống, từ quân hàm của gã thấy chắc là đại tá, trong xe còn có một người, nhưng không xuống theo. Sĩ quan đó vừa xuống xe, ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào Tần Hoan thấy người ngoài thì có chút lo sợ, vội vàng nấp sau người Trương Dương. Trương Dương vốn cho rằng gã tới tìm Tiểu Đông, nhưng nhìn có vẻ chắc không phải, gã từ sau khi vào cửa cứ nhìn chằm chằm vào Tần Hoan, Trương Dương nói tôi nói nè đồng chí, anh tìm ai? Con trai tôi nhát gan lắm, anh cẩn thận đừng làm trẻ con sợ. Quân quan híp mắt lại, lạnh lùng nhìn Trương Dương, nói, nó là con trai cậu. Trương Dương gật đầu, đúng vậy, tôi bảo này, cái này có liên quan gì tới anh à? Tần Hoan thấy khuôn mặt uy nghiêm bức người của quân quan đó. Cảm thấy có chút sợ hãi, kéo kéo Trương Dương, nói, cha, chúng ta đi đi. Quân quan đó nghe thấy Tần Hoan gọi Trương Dương như vậy, lập tức xác định không nghi ngờ nữa, tôi muốn nói chuyện với cậu. Trương Dương có chút bực bội nói, tôi căn bản không quen anh, không có gì để nói với anh cả. Quân quan đó gật đầu, nói, tôi tên là Tần Chấn Viễn, là anh hai của Tần Manh Manh, hiện tại biết tôi tìm cậu làm gì rồi chứ. Trương Dương ngây ra. Không ngờ sĩ quan đậm chắc thấp lùn này lại là anh hai của Tần Manh Manh, nhưng gã vừa rồi vì sao không vào cùng Tần Manh Manh. Trương Dương lập tức đoán ra, nhất định là gã theo đuôi Tần Manh Manh tới đây. Trương Dương giao Tần Hoan cho Vu Tiểu Đông, để cô ta ta bế đứa bé vào phòng làm việc, tránh cho cuộc nói chuyện của họ bị đứa bé nghe thấy. Tần Chấn Viễn sắc mặt âm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trương Dương, nói, hỗn trướng, thì ra chính là mày hại em gái tao nhiều năm như vậy. Gã xuất thủ còn nhanh hơn nói, một quyền đã đánh vào cằm Trương Dương. Trương Dương cũng không ngờ gã nói ra tay là ra tay, Tần Chấn Viễn tuy thân hình không cao, nhưng công phu cầm nã lại khá lợi hại, nói tới đơn đả độc đấu, 10 người bình thường cũng không lại được gã. Gã lần này đột nhiên khó dễ, ý tại đánh úp, đương nhiên Tần Chấn Viễn cũng ghét Trương Dương tới cực điểm, cho nên vừa rồi mới đột nhiên công kích. Trương Dương không sợ gã. Tần Chấn Viễn có xuất thủ nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng phản ứng của Trương Đại Quan Nhân. Trương Dương bắt lấy cổ tay của Tần Chấn Viễn, bẻ một cái, nhấc cả thân hình của Tần Chấn Viễn lên rồi ném đi. Tần Chấn Viễn không ngờ Trương Dương lại lợi hại như vậy, bị hắn ném ngã xuống đất, rên lên một tiếng, có điều năng lực chịu đòn của Tần Chấn Viễn cũng siêu mạnh, lập tức từ dưới đất bật dậy. Gã nghiến răng nghiến lợi nói, thằng chó, tao giết mày. Trương Dương lúc này mới chú ý tới một hiện thực đáng sợ. Tần Chấn Viễn rút súng rồi, không những gã có súng, mà một sĩ quan vừa rồi còn ở trong xe jeep quan chiến cũng lao xuống. Sĩ quan đó so với Tần Chấn Viễn thì nhỏ hơn một chút, quân hàm cũng thấp hơn một chút, là em trai Tần Chấn Đường của Tần Chấn Viễn. Tần Chấn Đường lúc ra khỏi xe jeep, súng đã lên đạn,
chỉ vào Trương Dương rồi gầm lên, đứng sang một bên cho tao. Trương Dương tuy võ công cái thế, nhưng trong lòng cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, ta ích, người của Tần gia sao lại không giảng đạo lý như vậy, hai người chỉ súng vào mình, cự ly gần như vậy, Trương Dương cũng không dám mạo hiểm. Tình tự của Tần Chấn Đường so với Tần Chấn Viễn còn kích động hơn, quay người lại, đặt hai tay lên xe. Trương Dương cười lạnh, nói, anh con mẹ nó tưởng đây là thời chiến tranh à. Trong mắt còn có luật pháp không? Tần Chấn Viễn đi tới, nhằm vào bụng Trương Dương đấm một quyền, Trương Dương thầm dùng nội kình hóa giải một kích toàn lực của gã, giả vờ bộ dạng đau đớn khụy xuống, ôm bụng, hai mắt thì quan sát vị trí và động tác của hai người, chuẩn bị xuất kích chế phục hai huynh đệ giống như là hổ điên này. Lúc này Tần Hoan khóc lóc chạy ra, nó dũng cảm lao về phía Tần Chấn Viễn, túm lấy cánh tay gã rồi cắn, không cho phép đánh cha cháu. Trương Dương thầm khen thằng nhóc Tần Hoan này có lương tâm, có can đảm, nhân cơ hội này, hắn đã xuất thủ như thiểm điện, một quyền đấm cho Tần Chấn Đường ngã xuống đất, đoạt lấy súng của gã, dùng súng chỉ vào đầu Tần Chấn Đường, nói, mẹ, có súng thì hay lắm à? Có tin tôi bắn anh không? Tần Chấn Viễn không chút sợ hãi. Hai mắt đầy tia máu nhìn Trương Dương, có gan thì bắn đi. Trương Dương cười cười, rất lão luyện tháo đạn ra, ném súng xuống rất, bước tới dắt tay Tần Hoan, chỉ vào hai anh em Tần Chấn Viễn, nói tôi nể mặt thằng bé, không tính toán với hai người, vả lại, một cán bộ quốc gia được đảng giáo dục nhiều năm như tôi còn hiểu pháp luật, đảng phát súng cho các anh không phải là để các anh đi uy hiếp người dân. Tần Chấn Viễn cản đường Trương Dương, nói, mày không được đi, tao phải nói chuyện với mày. Nói cái gì, giữa chúng ta không có gì để nói cả. Trương Dương đã đoán ra mục đích họ tới đây là vì Tần Manh Manh, căn cứ vào tình huống hiện tại mà hắn hiểu, Tần gia một mực không biết Tần Manh Manh có con trai, từ tình huống Tần Chấn Viễn chưa nói gì đã ra tay vừa rồi, bọn họ chắc là nghe được gì đó, hơn nữa còn có 8-9 phần 10 tính món nợ này lên đầu mình. Tần Chấn Viễn nói, không nói rõ chuyện này thì mày không được đi đâu cả. Trương Dương khinh thường nói, các anh cho rằng có thể cản được tôi à? Tần Chấn Đường xoa xoa cái cằm bị Trương Dương đánh, gầm lên tức giận, mày có nhân tính không? Trương Dương nói, hai anh có thể đừng hồ đồ như vậy không? Được, muốn nói rõ phải không? Vậy chúng ta nói luôn đi. Hắn nhìn đồng hồ, tôi không có nhiều thời gian đâu, 10 phút, thêm 1 giây cũng không được. Người ta đều là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, anh em Tần Chấn Viễn đều ngã dưới tay Trương Dương, nhưng hai người lại đều bình tĩnh lại. Trương Dương giao Tần Hoan cho Vu Tiểu Đông. Sau đó theo hai người này vào phòng làm việc. Trương Dương không thẹn với lòng, không sợ quỷ gõ cửa, hắn khệnh khạng ngồi xuống ghế, nói có gì thì nói mau đi, muốn động thủ thì tôi cũng tiếp. Tần Chấn Viễn nói, Tần Hoan có phải là con trai cậu không? Trương Dương gật đầu, đúng. Tần Chấn Viễn cố nén lửa giận, nói cậu và em gái tôi có quan hệ gì? Trương Dương biết bọn họ sẽ hỏi việc này, cười lạnh, nói, trong thiên hạ còn có người làm anh như hai anh à? Em gái anh bình thường qua lại với ai anh không tự đi mà hỏi cho rõ được à? Tôi nói cho anh biết, tôi và Tần Manh Manh quen nhau chưa được một tháng, Tần Hoan là con trai của tôi, còn Tần Manh Manh thì chẳng có quan hệ gì với tôi cả. Tần Chấn Viễn à, Tần Chấn Đường ngơ ngác nhìn nhau, hai người đều nghe mà có chút hồ đồ, Tần Chấn Đường nói, Tần Hoan không phải là con trai của em tôi ư. Trương Dương cười ha ha, hai anh em này nhất định đã nghe nói gì đó, chạy tới đây dò xét tình huống. Trương Dương sớm đã đoán được chuyện này của Tần Manh Manh sẽ bại lộ. Nhưng hắn không muốn ở sau lưng nói chuyện thị phi của Tần Manh Manh. Trương Dương nói, những gì tôi biết đều nói cho hai anh rồi, Tần Hoan là con trai tôi, nó bị bệnh nặng, giờ tôi phải dẫn nó về Giang Thành trị bệnh. Tần Manh Manh không có quan hệ gì với tôi cả, cô ta quen con trai tôi, còn cô ta vì sao lại quan tâm Tần Hoan như vậy thì các anh có thể trực tiếp đi hỏi cô ấy. Được rồi, tôi phải đi, bệnh của đứa bé không thể chậm trễ được. Hắn nói xong liền đi ra cửa, hai anh em Tần Chấn Viễn đi theo, Tần Chấn Viễn nói, cậu thật sự có quen em gái tôi. Trương Dương chẳng buồn để ý tới họ, hai anh em này căn bản không hiểu gì em gái họ, lão Tần gia cũng hồ đồ rồi, con gái mình ở bên ngoài có con đến 5 tuổi rồi, mà hiện tại bọn họ vẫn hẳn biết gì. Rốt cuộc là Tần Manh Manh che giấu giỏi hay là Tần gia không quan tâm tới Tần Manh Manh? Trương Dương là người ngoài thì không thể biết được. Hai anh em Tần Chấn Viễn trơ mắt nhìn Trương Dương dẫn Tần Hoan lên xe Santana rồi lái đi, cuối cùng vẫn không đi theo. Tần Chấn Đường phẫn nộ nói, anh hai, cứ thế thả cho hắn đi à? Tần Chấn Viễn nói, em đánh lại hắn không? Tần Chấn Đường nói, hiện tại rất nhiều người đều đồn đại chuyện này,
Tần gia cũng chúng ta không biết để mặt mũi vào đâu cả. Tần Chấn Viễn nói, hắn chẳng qua mới hơi 20, đứa bé đó đã 5 tuổi rồi, chắc không phải là của hắn đâu. Tần Chấn Đường nói, có phải của hắn hay không không cần biết, quan trọng là đứa bé đó có phải là của Manh Manh không. Tần Chấn Viễn thở dài, gã kéo cửa xe Jeep rồi ngồi vào, hai tay nắm chặt vô lăng trầm mặc cả nửa ngày, mới nói khẽ chuyện này phải cố giấu cha mẹ, nếu để họ biết, e rằng sẽ phiền đấy. Tần Chấn Đường nói, anh hai, anh cho rằng chuyện này có thể giấu được họ ư? Tần Chấn Viễn khởi động máy, sắc mặt âm trầm như mây đen trên trời. Tần Chấn Đường nói, nhiều năm như vậy rồi, em một mực không hiểu, vì sao Manh Manh không muốn về nhà. Mẹ nói, bởi vì gia đình phản đối, nó năm đó chia tay với bạn trai của nó, cho nên mới có ngăn cách với gia đình, nhưng lão nhân gia cũng chưa từng nhắc Manh Manh đã có con trai. Tần Chấn Viễn nói, hiện tại không thể nào chứng thực được đứa bé đó là của Manh Manh, chuyện này có phải là người khác cố ý ô miệt nhà ta hay không? Nếu như Manh Manh có con trai, sao có thể giấu được nhiều năm như vậy, cha mẹ chẳng lẽ trước giờ đều không phát giác ra ư? Tần Chấn Đường nói, anh hai, chúng ta một mực theo Manh Manh, tình hình thế nào đều nhìn rõ rồi, đứa bé này không tự dưng lại thân với nó như vậy. Tần Chấn Viễn tâm tư phiền loạn, gã nói nhỏ, trước tiên về nói với đại ca một tiếng đã. Tần Hoan lần đầu tiên ngồi tàu hỏa, đối với tất cả những gì trên tàu hỏa đều cảm thấy mới mẻ, để Tần Hoan có thể được ngủ ngon, Trương Dương gao chọn một toa giường mềm, Tần Hoan ở trong toa xe chạy đi chạy lại mãi cuối cùng mới chịu yên ổn nằm ở chỗ gần cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài. Trương Dương nằm trên giường mềm, nghĩ lại cảnh hai anh em Tần gia tìm tới cửa, chuyện này khiến hắn cảm thấy kỳ quái, người Tần gia đã không quan tâm tới Tần Manh Manh, rốt cuộc là vì chuyện gì mà khiến Tần Manh Manh và gia đình của cô ta có ngăn cách lớn như vậy? Không chịu đi lại với nhau. Chẳng lẽ thật sự là giống như người ngoài nói, đoạn tình cảm trước đây của Tần Manh Manh bị cha mẹ chia rẽ ư, cho nên mới tạo thành cục diện hiện tại. Nếu thật sự là vậy, người yêu trước đây của Tần Manh Manh rõ ràng là cha của Tần Hoan, nhưng Tần Hoan đã 5 tuổi, hiện tại lại bệnh như thế này, vì sao cha ruột của nó vẫn không xuất hiện? Chương 307, ân cừu. Trước khi Tần Hoan ngủ, Trương Dương giúp nó xoa bóp huyệt đạo, lại dạy cho nó một pháp môn điều tức đả tọa. Đây là cách thổ nạp cơ bản nhất, cũng là cơ sở để tu hành nội công, tuy không liên quan lắm tới bệnh tình của Tần Hoan, nhưng chỉ cần kiên trì thì sau này sẽ có lợi ích cực lớn cho việc khôi phục thể chất của nó. Sau khi Tần Hoan ngủ say, Trương Dương một mình ngồi trong bóng tối, hắn lặng lẽ vận hành nội lực, đoạn thời gian này nghỉ ngơi ở Bắc Kinh giúp cho hắn có được một cơ hội tốt để điều chỉnh thân thể, đại bộ phận thời gian của hắn đều dùng vào việc tu hành và khôi phục nội lực, vốn cho rằng sau khi giúp Trần Tuyết trùng quan. Nội lực sẽ bị tổn hao rất nhiều, nhưng không ngờ sau đó lại khôi phục cực kỳ thần tốc, về sau mới ý thức được mình hiệp trợ Trần Tuyết trùng quang, đối với mình cũng có lợi, nội lực của hắn nhờ vậy mà biến thành càng tinh thuần hơn. Tốc độ khôi phục cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Nội tức đi khắp toàn thân, thông thể kinh mạch thông suốt, tuy đã là đêm khuya, Trương Dương lại cảm thấy không mệt mỏi chút nào. Tần Hoan ngủ rất ngon, Trương Dương nhìn khuôn mặt nhỏ bé của nó, trong lòng dâng lên niềm cảm khái. Vận mệnh của đứa bé này thật là đáng thương, tới giờ vẫn không biết cha mẹ thân sinh của mình là ai. Thân thể nhỏ bé của Tần Hoan lăn một cái ở trên giường rồi nằm co quắp lại, nhỏ giọng nói mớ, dì, con nghe lời dì, con không khiến dì tức giận nữa, đừng bỏ con. Trương Dương thầm cảm thán, mẫu tử liên tâm, cho dù Tần Manh Manh thủy chung không ở trước mặt Tần Hoan nói rõ thân phận của mình, nhưng trong lòng đứa bé này chắc chắn đã coi cô ta là mẹ, cốt nhục thân tình không thể nào thay đổi được. Tần Manh Manh ra khỏi nhà đã được 6 năm rồi, trong 6 năm này cô ta rất ít gặp mặt cha mẹ, cô ta sở dĩ quyết định để Trương Dương một mình dẫn Tần Hoan về Giang Thành cũng là bởi vì cô ta phát hiện có một số chuyện phải đi đối mặt. Thường Ngọc Khiết ngồi trong xe Jeep đợi cả 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nhìn thấy Tần Manh Manh lái xe đạp tiến vào trong ký túc xá công chức của Học viện Quân sự Phương Bắc, 6 năm rồi, trong 6 năm nay Thường Ngọc Khiết và con gái gặp nhau không quá 5 lần, mỗi lần gặp mặt đều không nói gì. Không phải là bà ta không muốn nói, mà là Tần Manh Manh căn bản không cho bà ta cơ hội để nói. Nhìn thân thể lộ ra vẻ gầy gò của Tần Manh Manh trong gió đêm, Thường Ngọc Khiết đột nhiên cảm thấy xót xa. Bà ta đẩy cửa xe bước xuống, Tần Manh Manh nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, hơi ngây ra một thoáng rồi tiếp tục khóa chiếc xe đạp của mình lại rồi bước vào trong tòa nhà. Manh Manh, giọng nói của Thường Ngọc Khiết mang theo mấy phần chua xót, mấy phần áy náy. Tần Manh Manh không để ý tới bà ta. Vẫn bước lên lầu, từ tiếng bước chân cô ta nghe ra mẹ mình đang chạy theo.
Tần Manh Manh dừng chân ở dưới cầu thang, quay người lại, lạnh lùng nhìn mẹ, bà có chuyện gì? Cho dù là đối diện với sự lạnh lùng của con gái, Thường Ngọc Khiết vẫn bảo trì sự bình tĩnh đặc biệt của một quân nhân, bà ta nói khẽ, Manh Manh, mẹ muốn nói chuyện với con. Bà không phải là mẹ tôi cũng không có quan hệ gì với các người cả. Lời nói của Tần Manh Manh tuyệt tình tới cực điểm. Thường Ngọc Khiết nói, đây không phải là chỗ để nói chuyện, chúng ta vào trong nói đi, gần đây mẹ nghe nói tới một số chuyện, mẹ cần phải nói chuyện rõ ràng với con. Tần Manh Manh cắn chặt môi dưới, cuối cùng cũng quay người lại tiếp tục đi, Thường Ngọc Khiết lẳng lặng đi theo sau, một mực theo Tần Manh Manh tới căn phòng hai buồng của cô ta. Thường Ngọc Khiết thuận tay đóng cửa phòng lại, Tần Manh Manh mở đèn phòng khách, cũng không có ý mời mẹ ngồi xuống. Thường Ngọc Khiết nhìn căn phòng, tuy đơn giản nhưng được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, hiệu trưởng thời Quý Dương của Học viện Quân sự Bắc Phương là bộ hạ cũ, anh em tốt của Tần Hồng Giang, chồng của bà ta, đối đãi với Tần Manh Manh khẳng định là chiếu cố đặc biệt, nếu không thì với tuổi tác và tư lịch của con gái mình không thể nào được hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy. Tần Manh Manh tuy không mời bà ta ngồi, nhưng Thường Ngọc Khiết vẫn tự mình ngồi xuống. Bà ta vỗ vỗ vào salon, nói, Manh Manh, hai mẹ con mình ngồi xuống nói chuyện có được không? Tần Manh Manh mặt không chút biểu tình nhìn bà ta. Thường Ngọc Khiết dưới ánh mắt của con gái cảm thấy có chút bất an, bà ta ho khan một tiếng, nói, Manh Manh, nghe nói con và con trai của Phó Thủ tướng Văn yêu nhau. Tần Manh Manh lạnh lùng nói, chỉ là bạn bè bình thường thôi, bà không cần phải lo. Thường Ngọc Khiết nói, mẹ cao hứng còn không kịp, sao lại lo? Tần Manh Manh nói, nếu như bà tới tìm tôi vì chuyện này, thì tôi có thể nói rõ với bà rằng, giữa tôi và Văn Hạo Nam không có bất kỳ quan hệ gì, trước đây không có, hiện tại không có mà sau này cũng sẽ không có, bà có thể yên tâm. Thường Ngọc Khiết không bởi vì ngữ khí cứng rắn của con gái mà tức giận, bà ta nói nhỏ, mẹ nghe nói hai ngày trước con dẫn một đứa trẻ tên là Tần Hoan. Tần Manh Manh lạnh lùng nhìn bà ta, đã bắt đầu ý thức được mục đích chân chính mà mẹ đến gặp mình. Thường Ngọc Khiết mặt có chút nóng lên, nói, Manh Manh, con 6 năm trước đột nhiên biến mất, rời nhà đúng một năm, chúng ta chưa từng hỏi con năm đó đã đi đâu, đã xảy ra chuyện gì. Tần Hoan hơn 5 tuổi rồi, chẳng lẽ? Nước mặt khuất nhục lấp lánh trong đôi mắt đẹp của Tần Manh Manh, cô ta nghiêm giọng nói, mà đi ra cho tôi. Thường Ngọc Khiết sắc mặt biến thành hơi đỏ lên, bà ta run giọng nói, Manh Manh, con cũng biết, từ nhỏ mẹ và cha con đã coi con như con đẻ. Trong nhà trừ chúng ta ra, cũng chỉ có đại ca Trấn Đông biết con là con nuôi. Đủ rồi, vành mắt Tần Manh Manh đỏ lên, nước mắt thuận theo gò má chảy xuống. Thường Ngọc Khiết đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô ta, nắm chặt lấy tay Tần Manh Manh, nói, Manh Manh, mẹ biết chúng ta có lỗi với con, nhưng Trấn Đông thật sự là uống say mà. Con biết đây, từ nhỏ tới lớn, nó một mực yêu con nhất, mẹ ích kỷ, không để nó nói chuyện này ra, nếu như chuyện này để người khác biết. Tần gia chúng ta còn mắt mũi gì nữa, cha con sao dám đối mặt với chiến sĩ đồng sự của ông ấy, con. Tất cả của Trấn Đông cũng xong, con gái, mẹ biết con phải chịu ủy khuất, mẹ sẽ bồi thường cho con, Tần gia sẽ bồi thường cho con, chuyện này. Tần Manh Manh dùng sức hất tay bà ta ra, lùi ra sau hai bước, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi dưới, tôi biết, mặt mũi của Tần gia các người rất quan trọng, yên tâm đi. Tôi đã nói là không có quan hệ gì với Tần gia của các người. Tôi cả đời này sẽ không quan hệ gì với các người nữa. Thường Ngọc Khiết tựa hồ như thở phào nhẹ nhõm, bà ta vẫn không yên tâm, hỏi, nhưng đứa bé đó rốt cuộc có phải là? Tần Manh Manh tức giận nói, đủ rồi, tôi cảnh cáo bà và bất kỳ người nào của Tần gia các người đừng có đến tìm tôi nữa, càng không được làm phiền đứa bé đó. Nếu như các người dám làm ra bất kỳ chuyện gì làm thương hại tới nó, tôi thề rằng sẽ bất chấp tất cả mọi giá. Thường Ngọc Khiết bị ánh mắt bất chấp tất cả của con gái dọa cho giật nảy mình, bà ta mấp máy môi, có chút sợ hãi gật gật đầu. Tần Manh Manh kéo cửa phòng, bà có thể đi được rồi đó. Tần Hồng Giang đứng ở trong thư phòng, thân hình của ông ta không cao, nhưng thể chất rất tốt, lưng thẳng đứng, ánh mắt sắc bén, trong tay cầm một chiếc thắt lưng quân dụng, ước lượng trong tay một chút rồi sau đó ra tay, giống như thiểm điện đánh lên người Tần Trấn Đông. Bốp một tiếng. Da thịt ở phần mặt của Tần Trấn Đông theo sự đau đớn mà giật giật, song hắn vẫn quỳ ở đó không động đậy. Tần Hồng Giang cắn chặt răng, sau đó lại tiếp tục đánh. Sau đó ông ta ném thắt lưng đi chỉ vào mũi con, mắng, xúc sinh. Hỗn trướng. Tần Trấn Đông lẳng lặng nghe. Tần Hồng Giang quay về ngồi xuống ghế thái sư, cầm bình hổ sa ở trên bàn lên uống hai ngụm trà, rồi ông ta lại đứng dậy,
một cước đá trúng ngực Tần Chấn Đông, đá cho Tần Chấn Đông lảo đảo ngồi bệt xuống đất, Tần Chấn Đông nhịn đau bỏ dậy, lại quỳ ở trước mặt ông ta. Tần Hồng Giang nói, Tần Hồng Giang tao cả đời quang minh lỗi lạc, nhưng không ngờ lại sinh ra thằng con hỗn chướng như mày. Tần Chấn Đông cúi đầu, nói cha, con sai rồi, những năm nay, con không có ngày nào sống yên cả. Tần Hồng Giang nói, tao thật sự nên nổ súng bắn chết mày. Ngoài thư phòng vang lên tiếng gõ cửa, hai cha con dừng nói chuyện, chính là Thường Ngọc Khiết đi tới trước cửa. Tần Hồng Giang xua tay, tỏ ý bảo con trai đứng dậy. Tần Chấn Đông nhịn đau, đi ra mở cửa phòng, Thường Ngọc Khiết đầy vẻ quan tâm xuất hiện ở trước mặt, Chấn Đông, muộn vậy rồi mà con vẫn chưa ngủ à? Tần Chấn Đông nói khẽ, mẹ, con nói chuyện với ba một chút, giờ đi ngủ đây. Hắn vội vã đi ra, sợ mẹ nhìn ra gì đó. Thường Ngọc Khiết vừa vào phòng đã nhìn thấy chiếc thắt lưng ra ở dưới đất, bà ta thở dài, có chút đau lòng nói, lão Tần, ông sao vẫn còn cái tính đó. Động chút là ra tay đánh con trai lớn vậy rồi, gần 40 tới nơi rồi, ông còn coi nó là trẻ con à. Tần Hồng Giang mắng, con hư tại mẹ, đám tiểu tử này hỏng trong tay bà đó. Thường Ngọc Khiết nói, ba thằng con trai, một thằng trung tá, một thằng đại tá, một thằng thiếu tướng, ông còn muốn gì nữa. Tần Hồng Giang mắng, xúc sinh, sau đó nhắm chặt hai mắt lại, một lúc sau mới nói, bà tới đó rồi chứ. Thường Ngọc Khiết gật đầu. Manh manh nói sao, Tần Hồng Giang mở mặt ra, hỏi với vẻ quan tâm. Thường Ngọc Khiết thở dài, vẫn là cái bộ dạng đó, nó hận Tần gia chúng ta tới thấu xương, tính khí của đứa nhỏ này quá quật cường, chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho chúng ta đâu. Vẻ mặt của Tần Hồng Giang cực kỳ đau khổ, ông ta nắm chặt hai tay. Nghiến răng nghiến lợi nói, tôi thật sự là hận không thể bắn chết thằng xúc sinh đó. Thường Ngọc Khiết nói, lão Tần, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, cả đời người có ai mà chưa từng sai lầm. Manh manh lại không phải là em gái ruột của Chấn Đông, tuổi trẻ rượu vào rồi xung động, phạm sai lầm cũng là điều khó tránh khỏi mà. Tần Hồng Giang buồn bã nói, nhưng manh manh là em gái nó. Thường Ngọc Khiết nói, Chấn Đông cả đời đều là một đứa con hiếu thuận. Nó cả đời cũng chỉ phạm một sai lầm này mà thôi. Tần Hồng Giang tức giận nói, một lần sai còn chưa đủ à? Một quân nhân ở trên chiến trường mà phạm một sai lầm cũng có thể dẫn tới thất bại của cả cuộc chiến, có thể khiến cho cả ngàn vạn sinh mệnh phải chết đó. Hiện tại là thời bình, ông đừng lúc nào cũng đem chiến tranh ra treo trên miệng nữa. Tần Hồng Giang nói, trong cuộc sống cũng vậy thôi, chỉ cần phạm sai lầm một lần, cả đời sẽ không xóa đi được nỗi sỉ nhục này. Tần Hồng Giang tôi cả đời thẳng thắn vô tư, nhưng tất cả đều bị hủy trong tay thằng xúc sinh này rồi. Thường Ngọc Khiết nói, lão Tần, ông còn nhớ mấy năm trước manh manh rời khỏi nhà cả năng trời chứ? Tần Hồng Giang gật đầu. Thường Ngọc Khiết nói, tôi tính toán thời gian, đứa bé tên là Tần Hoan đó nếu như là con trai ruột của manh manh, vậy thì nó là cháu của chúng ta. Hai tay của Tần Hồng Giang bất giác nắm chặt ghế thái sư, ông ta tuy có ba đứa con, nhưng ba đứa toàn bộ đều sinh con gái. Tần Hồng Giang thường cảm thán rằng Tần gia tuyệt hậu rồi, không ngờ đột nhiên lại mọc ra một đứa cháu trai. Ông ta có chút kích động nói, tôi ngày mai tới thăm nó. Thường Ngọc Khiết nói, lão Tần, chuyện này ngàn vạn lần không thể để lộ ra được, chuyện manh manh là con gái nuôi của chúng ta, chỉ có vài người biết, nếu như Tần Hoan thật sự là con trai của Chấn Đông, Tần gia của chúng ta đừng hòng ngẩng được đầu lên trước được ở mặt người khác. Tần Hồng Giang thở dài một hơi. Thường Ngọc Khiết nói, trong lòng Chấn Đông chắc cũng biết được ít nhiều, những năm nay nó tuy không tìm manh manh, nhưng trong lòng khẳng định là vẫn nhớ tới con bé, nếu như để nó biết Tần Hoan là con trai của nó, thật sự không biết nó sẽ có phản ứng gì. Tần Hồng Giang tức giận nói, nó dám ư. Thường Ngọc Khiết buồn bã nói, chẳng lẽ ông không nhìn ra nhiều năm như vậy rồi, Chấn Đông một mực sống trong nỗi ám ảnh về chuyện này, nó chưa từng có một ngày được yên ư. Tần Hồng Giang lạnh lùng nói, báo ứng. Đây là báo ứng của nó. Thường Ngọc Khiết nói, lúc động đất ở Ninh An, ông bỏ con gái mình không đi cứu mà cứu manh manh từ trong nhà trẻ ra, là ông cho nó sinh mạng, Tần gia chúng ta không thiếu nợ nó. Tần Hồng Giang nhíu mày, nói tôi cứu nó không phải là muốn thi ân cầu báo đáp, bà sao càng lúc càng biến thành thế lợi thế, manh manh tuy không phải là chúng ta đẻ ra, nhưng tôi trước giờ luôn coi nó là con mình. Thường Ngọc Khiết mắt có chút đỏ lên, nói, bỏ đi, đừng nói nữa. Một lần nhắc tới chuyện này tôi đều nhớ tới đứa con gái đã mất của mình, lão Tần, nếu như lúc đó đứa còn sống là con gái của chúng ta, hiện giờ nó cũng lớn vậy rồi.
Tần Hồng Giang thở dài, tôi vẫn nhớ trận động đất năm đó, lúc đó tình cảnh rất hỗn loạn, một nam nhân quỳ xuống trước mặt tôi cầu tôi sai người quay lại cứu vợ và con gái của hắn, dập đầu đến chảy máu, nhưng... Thường Ngọc Khiết nuốt lên nói, con gái của chúng ta cũng ở bên trong, ông thấy tình thế nguy hiểm, dứt khoát ra lệnh rút lui, vì quyết định đó, tôi cả một năm trời không chịu nói chuyện với ông. Tần Hồng Giang buồn bã nói, tôi cho Manh Manh sinh mệnh lần thứ hai, nhưng lại đẩy nó vào địa ngục, tôi rốt cuộc là ân nhân hay là cửu nhân của nó đây? Lúc Tần Hoan tỉnh lại, trời vẫn còn chưa sáng, nó có chút sợ hãi nhìn xung quanh, thấy Trương Dương đang ngủ ở bên cạnh mới hơi yên tâm, nó rụt rè đi tới, nắm lấy tay của Trương Dương, tựa hồ như an tâm hơn nhiều. Trương Dương chậm rãi mở mắt ra, nhìn khuôn mặt bé nhỏ của Tần Hoan, nói khẽ tiểu Hoan, tỉnh sớm thế con. Trong bóng tối nhìn thấy nước mắt lấp lánh trong mắt Tần Hoan, nó ôm lấy cánh tay của Trương Dương, nói cha. Có phải là gì không cần con nữa không? Trương Dương sờ sờ đầu nó, thằng bé ngốc, làm gì có chuyện đó. Hắn nhìn đồng hồ, xe lửa còn nửa tiếng nữa mới tới Giang Thành, duỗi lưng nói, tiểu Hoan, sắp tới Giang Thành rồi, đợi tới đó, cha sẽ dẫn con đi gặp ông bà nội, dẫn con đi gặp rất nhiều chú gì tốt bụng, còn dẫn con tới núi Thanh Đài chơi nữa. Trong mắt Tần Hoan ánh lên vẻ hưng phấn, núi Thanh Đài có phải là có rất nhiều động vật nhỏ không? Trương Dương gật đầu, cha dẫn con đi săn nhé. Tần Hoan hưng phấn gật đầu. Tàu hỏa tới Giang Thành đúng giờ, Trương Dương đã gọi điện thoại trước cho Hồ Nhân Như đứng ở bến đợi họ. Khi Hồ Nhân Như thấy Trương Dương dắt một đứa bé trai đi tới, mỉm cười chạy lên đón, đưa một con gấu đồ chơi cho Tần Hoan, ôn nhu nói, cháu nhất định là tiểu Hoan rồi. Tần Hoan gật đầu, nói, chào gì? Trương Dương cười nói, gọi mẹ nuôi đi. Tần Hoan ngây ra, vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng mẹ nuôi, khiến cho mặt Hồ Nhân Như đỏ bừng lên. Trương Dương nói, con có thể có rất nhiều mẹ nuôi đó. Có điều cha nuôi thì chỉ có một mình cha thôi. Hồ Nhân Như lặng lẽ thò tay ra nhéo vào mông Trương Dương một cái, thằng ôn này quá đáng ghét. Trương Dương dẫn Trương Dương đi tới xe hoàng quan của Hồ Nhân Như, Thường Ngọc Khiết ôm con gấu đồ chơi ngồi ở ghế sau, rồi ngủ luôn trên xe. Trương Dương hôn một cái lên mặt Hồ Nhân Như, mỉm cười nói, nhớ anh không? Hồ Nhân Như gắt, đồ xấu xa, em còn chưa tính sổ với anh đấy. Tính cái gì, anh gần đây rất ngoan ngoãn, chuyện lừa tình anh cũng không hề làm. Hồ Nhân Như cười nói, anh là đồ xấu xa, hiện tại chuyện của anh đồn thổi ầm ĩ, đã trở thành chuyện cười khắp hang cùng ngõ hẻm rồi. Trương Dương hờ hững kéo ghế dựa ra sau, hai tay gối sau đầu, nói, chắc là lại đồn anh phạm sai lầm bị mắc bệnh giang mai chứ gì. Hồ Nhân Như cười khúc khích, nói, anh cũng biết à. Trương Dương nói, dẫu sao thì anh cũng mang tiếng xấu rồi. Hay là thế này đi, anh đăng báo Thanh Minh rằng anh không bị giang mai. Hồ Nhân Như gắt, người ta sẽ nói anh giấu đầu lòi đuôi. Trương Dương nói, em tin không? Hồ Nhân Như đỏ mặt, em sao lại đi tin những chuyện vớ vẩn đó được? Trương Dương cợt nhả nói, anh nếu bị cái đó thì em cũng không thoát được đâu. Hồ Nhân Như thò tay ra nhéo tay hắn, anh không thấy tởm à? Còn nói năng linh tinh nữa thì sau này đừng hòng chạm vào em. Nói vậy là vẫn còn muốn Trương Đại Quan Nhân chạm vào mình. Trương Dương dạo dực nằm xuống, đúng rồi, trước tiên đưa anh tới đường Ninh Dương đi, hôm nay mẹ anh tới đó. Trương Dương trước khi tới Giang Thành đã gọi điện thoại cho mẹ, bảo bà ta ở lại Giang Thành mấy ngày, thuận tiện giúp đỡ chăm sóc cho Tần Hoan. Hắn dẫu sao cũng nhiều việc, không thể lúc nào cũng mang Tần Hoan theo cạnh được. Hồ Nhân Như đưa di động của hắn cho hắn, vẫn chưa hề mở đâu, nạp điện cho anh rồi đó. Chủ nhiệm Trương anh hôm nay có phải bắt đầu vào việc luôn không? Trương Dương lắc đầu, không gấp dẫu sao thì kỳ nghỉ bệnh của anh cũng còn 10 ngày nữa, nhân cơ hội này, anh cũng muốn được nghỉ ngơi cho thoải mái. Và lại, tiểu Hoan sắp mổ rồi, bên cạnh nó cần có người chiếu cố. Hồ Nhân Như nói, anh yên tâm đi, em gần đây gần bàn giao xong hết chuyện của nhà máy chế thuốc rồi, tiểu Hoan cứ để em chăm cho, tuổi của dì lớn rồi, đừng phiền dì ấy. Trương Dương gật đầu, được. Mượn cơ hội này em thân cận với mẹ anh hơn chút nhé. Hồ Nhân Như trợn mắt lườm hắn, nghe mà có chút ủy khuất, cho dù biểu hiện có tốt đến mấy thì sao chứ. Mình cả đời này cũng chỉ có thể làm tình nhân của hắn thôi. Trương Dương hỏi, Giai Đồng có ở Giang Thành không? Hồ Nhân Như nói, bí thư Cố gần đây sức khỏe không được tốt, vốn là chị ấy muốn ở Giang Thành đợi anh về, nhưng hôm qua nhận được điện thoại nên lại về Đông Giang rồi. Trương Dương gật đầu. Tuổi của Cố Doãn Chi quả thật đã lớn rồi,
năm nay lại rời khỏi vị trí bí thư tỉnh ủy, không biết phương diện sức khỏe có phải là bị ảnh hưởng của tâm lý không? Lát nữa phải gọi điện thoại hỏi mới được, hắn nói khẽ tình hình của nhà máy dược thế nào rồi. Hồ Nhân Như cười nói, may mà anh tiến cử Thường Hải Thiên, người này rất có năng lực, trong khoảng thời gian ngắn đã nắm vững được chuyện của nhà máy rồi. Em hiện tại có thể yên tâm bỏ đi cũng bởi vì có gã tới đó. Trương Dương nói, chuyện của nhà máy hàng hóa thường ngày Lam Sơn chỉ là ngoài ý muốn, Thường Hải Thiên chỉ là bất hạnh bị tội thôi, còn trình độ quản lý của bản thân gã rất cao. Hồ Nhân Như nói, chị Giai Đông cho gã đãi ngộ rất cao, nếu như Thường Hải Thiên năm nay có thể hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, sẽ thưởng cổ phần cho gã nữa. Trương Dương mỉm cười, ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó cầu, rất nhanh thôi bọn em sẽ biết được năng lực của Trịnh Hạo Thiên xứng với tiền lương của gã. Hồ Nhân Như mỉm cười, nói, anh đúng là chi nhân thiện tâm. Trương Dương nói, là có đi có lại thôi, Giai Đồng tiến cử cho anh nhân tài Thường Lăng Phong, anh nói sao cũng phải tìm cho cô ấy một bang thủ chứ, huống chi, em là Hải Lan, Hâm Nhan mở công ty quảng cáo, không thể để cô ấy có dị nghị gì cả. Trương Đại Quan Nhân suy nghĩ rất chu đáo, một bát nước phải giữ thăng bằng, bốn vị này đều có quan hệ thân mật với hắn, bọn họ biết rõ với nhau, có điều lớp giấy dán cửa sổ này thủy chung không thể xé rách. Là người đã khó, làm nam nhân còn khó hơn, làm một nam nhân có nhiều nữ nhân thích thì đã khó càng thêm khó. Hồ Nhân Như nói, chị Giai Đông không nhỏ nhen vậy đâu. Lúc nói chuyện đã tới chỗ ở của Trương Dương, Hồ Nhân Như dừng xe lại, giúp Trương Dương kéo cửa xe, Trương Dương bế Tần Hoan đang ngủ ra. Quay về phòng, đặt Tần Hoan lên giường mình, Hồ Nhân Như đắp chăn cho nó, rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Trương Dương trước tiên gọi điện thoại cho Tần Manh Manh. Điện thoại của Tần Manh Manh lần này chỉ kêu một tiếng là có người nhấc, Tần Manh Manh cả đêm không được ngủ ngon, giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi. Trương Dương cười nói, xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của cô, tôi và Tần Hoan đã tới Giang Thành an toàn rồi. Hiện tại nó đang ngủ, tôi báo với cô một tiếng thôi, đợi nó tỉnh lại sẽ bảo nó gọi điện thoại cho cô. Tần Manh Manh nói, phiền anh rồi, tôi xong việc ở đây sẽ tới, chắc là vài ba ngày nữa. Tiểu Hoan có khóc không? Trương Dương nói có, nó cứ sợ cô bỏ nó. Tần Manh Manh trầm mặc, Trương Dương từ trong tiếng thở dồn dập của cô ta đoán được rằng Tần Manh Manh lại đang khóc, hắn cảm thấy không tiếp tục nói nữa, liền bảo cô yên tâm công tác đi, rồi nhanh nhanh đến với nó. Tần Manh Manh ừ một tiếng rồi lại nói cảm ơn. Trương Dương không quan tâm Tần Manh Manh có cảm ơn mình hay không, trên thực tế hắn sở dĩ giúp Tần Hoan là bởi vì Tần Hoan có duyên với hắn. Mệnh vận của Tần Hoan đã chạm tới bộ phận mềm yếu nhất trong nội tâm của hắn, hắn rất đồng tình với đứa bé này, hắn muốn thay đổi vận mệnh của nó. Trương Dương tiếp theo lại gọi điện thoại cho Vu Tử Lương đã tới Giang Thành trước một bước, nghe nói Tần Hoan tới rồi, rất cao hứng, sau khi ông ta về Giang Thành một mực đều suy nghĩ về phương án phẫu thuật, còn đặc biệt thương lượng với mấy chuyện gia khoa não của Bệnh viện Nhân dân số 1 Giang Thành, Viện trưởng Tạ Ủng Quân tỏ ý sẽ ủng hộ vô điều kiện ông ta thực hiện ca phẫu thuật này. Vu Tử Lương tuy đã thiết kế phương án phẫu thuật rất chu đáo tường tận, nhưng mấy vấn đề then chốt trong đây lại không phải là ông ta nắm mà là dựa vào Trương Dương. Đặt điện thoại xuống, Trương Dương cũng cảm thấy có chút thấp thỏm, là hắn thuyết phục Tần Manh Manh cho Tần Hoan làm phẫu thuật. Vu Tử Lương sở dĩ đồng ý làm ca phẫu thuật này cũng phải chịu áp lực cực lớn, không chỉ là đồng tình với Tần Hoan mà còn lập tình bạn giữa bọn họ. Ông ta rất tin tưởng vào trình độ trung y thần kỳ của Trương Dương. Trương Dương từ trong cuộc đối thoại vừa rồi đã cảm giác được áp lực mà Vu Tử Lương phải chịu đựng, hắn cũng bắt đầu thấp thỏm theo. Mặc dù chuyện gì cũng tồn tại sự mạo hiểm, nếu như lần phẫu thuật này của Tần Hoan xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mình khẳng định sẽ bứt rứt cả đời. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Tần Hoan, Trương Dương đột nhiên cảm thấy áp lực nặng nề, lợi dụng quy tức thuật tuy có thể làm chậm tốc độ tuần hoàn máu của Tần Hoan, nhưng thời tiến hành phẫu thuật không phải là do hắn nắm giữ, mà vấn đề vết sẹo của vết thương sau phẫu thuật. Nếu như là ở bên ngoài thì hắn có thể đảm bảo không lưu lại sẹo, nhưng đây là ở trong đầu. Trương Dương nhớ tới một chuyện, hắn mở tủ quần áo, từ ngăn dưới lấy ra một cái bọc vải, mở bọc vải ra, ở bên trong là một cái hộp dùng mặc ngọc khắc thành, đây là hộp ngọc Bắc Hải Hàn, An Chí Viễn trước khi chết đã tặng hắn thứ này, bên trong hộp ngọc này đựng một viên nghịch thiên đan. Mục đích An lão ra cho hắn thứ này là để ngày sau cứu tính mạng của An Ngữ Thần, nhưng nghịch thiên đan trải qua nhiều năm như vậy, sớm đã mất đi tác dụng. Đã không còn giá trị trị liệu nữa rồi. Chỗ tay chạm vào lạnh vô cùng, mở cơ quan ra, đẩy hộp ngọc, hơi lạnh tỏa ra xung quanh, Trương Dương chăm chú nhìn, thấy bên trong quả nhiên đặt một viên thuốc đen xì,
viên thuốc đó đã được giữ tới nay là được hơn 400 năm rồi, hơi nước hoàn toàn mất hết, so với lúc mới chế thành thì nhỏ hơn ít nhất là một nửa. Trương Dương cầm viên thuốc lên ngửi ngửi, chắc ngửi thấy mùi gì, dược hiệu chắc mất sạch rồi. Lúc này Hồ Nhân Như cầm đồ ăn sáng đi vào phòng, thấy hộp ngọc đó thì cũng hiếu kỳ, bước vào thì cũng cảm thấy một cỗ hàn khí bức nhân, cô ta đặt đồ ăn xuống, đưa tay ra sờ cái hộp ngọc Bắc Hải Hàn, thốt lên, lạnh quá. Trương Dương nói, đây là hộp ngọc Bắc Hải Hàn, tủ lạnh thiên nhiên đấy. Hồ Nhân Như nhìn viên nghịch thiên đan trong tay hắn, bảo bối gì thế? Chẳng lẽ là thuốc trường sinh bất lão? Trương Dương cười nói, lấy đâu ra thuốc trường sinh bất lão, viên thuốc này tên là nghịch thiên đan, nghe nói là vật báu được chế vào thời Minh Triều, có công hiệu cải tử hoàn sinh. Thần kỳ vậy à, Hồ Nhân Như cầm lấy viên thuốc xem, lại dí mũi vào ngửi, sao chẳng có mùi gì thế? Trương Dương nói, từ năm vạn lịch tới giờ đã hơn 400 năm rồi, linh đan diệu dược gì cũng mất công hiệu, anh chỉ là nghĩ có phương pháp gì có thể đoán ra thành phần trong đó, có lẽ còn có chút tác dụng. Hồ Nhân Như nói, cầm tới phòng thí nghiệm sinh hóa của nhà máy dược tử kiểm tra xem, thiết bị và trình độ kỹ thuật của phòng thí nghiệm đều là nhất lưu, tối đa 3 ngày khẳng định có kết quả, có điều em thấy ý nghĩa không lớn đâu. Một viên thuốc hơn 400 năm tuổi, thành phần chỉ sợ cũng biến đổi rồi. Trương Dương gật đầu, tẹo nữa anh mang tới. Hắn lại giao hộp ngọc cho Hồ Nhân Như, cầm đi, thứ này cũng khá đáng tiền đấy, là An lão tặng cho anh. Hồ Nhân Như cẩn thận nhận lấy hộp ngọc Bắc Hải Hàn. Trương Dương ăn sáng, thấy Tần Hoan vẫn chưa tỉnh, hắn bảo Hồ Nhân Như ở lại chiếu cố Tần Hoan, còn mình thì lái xe tới nhà máy chế thuốc Giang Thành. Nghe nói Giang Thành tới, quản đốc tân nhiệm của nhà máy chế thuốc Thường Hải Thiên đặc biệt tới gặp, gã tới phòng thí nghiệm sinh hóa. Thấy Trương Dương cũng mặc áo dài trắng nói chuyện gì đó với mấy vị nghiên cứu viên. Thường Hải Thiên cười nói, chủ nhiệm Trương tới chỉ đạo công tác, vì sao không tìm tôi? Trương Dương mỉm cười quan sát Thường Hải Thiên, nói, không dám làm phiền vị quản đốc mới này, tôi là có chút chuyện riêng muốn nhờ họ giúp đỡ nên trực tiếp tới đây. Thường Hải Thiên cười nói, chuyện của chủ nhiệm Trương thì quan trọng hơn tất cả. Gã mời Trương Dương tới phòng làm việc của gã. Phòng làm việc của Thường Hải Thiên hiện tại chính là phòng của Hồ Nhân Như ngày xưa, được sửa sang lại, trên bàn giặt một chiếc thuyền buồm làm bằng gỗ lim đang dương buồm ra khơi, Trương Dương đưa ta ra sờ sờ, nói, không tồi, rất có ý nghĩa. Trịnh Hạo Thiên nói, Hải Long tặng tôi đấy. Trương Dương ngồi xuống salon, nói, Hải Tâm tặng anh cái gì? Thường Hải Thiên chỉ vào một bức tranh thêu chữ thập ở trên tường, bên trên thêu một con tuấn mã đang tung vó, Hải Tâm tự tay thêu đấy. Trương Dương cười nói, em ra em trai em gái anh kỳ vọng vào anh rất nhiều, quản đốc Thường Dương buồm ra khơi, xung trận lên trước. Thường Hải Thiên cười cười ấn nút gọi bảo thư ký Tống mang hai chén trà vào, gã đặt lên bàn, nói, Trương Dương, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh, cơ hội này là anh tặng cho tôi đó. Trương Dương nói, không cần phải khách khí với tôi, đây là anh thật sự có năng lực, nếu anh không có bản sự, cho dù có tôi tiến cử, Cố Giai Đồng cũng sẽ không dùng anh đâu. Chương 308, phương thuốc cổ truyền. Thường Hải Thiên gật đầu, gã tự tin nói, điều kiện cơ sở của nhà máy dược rất tốt, hơn nữa tiến hành cải cách vô cùng thuận lợi, tôi mới tới đây chủ yếu là nắm việc sản xuất, chuyện trên thị trường thì tôi không hỏi nhiều. Gã dừng lại một chút rồi nói, bất kể là Cố Giai Đồng hay là Hồ Nhân Như đều nắm bắt thị trường rất tốt, tôi chắc là không có năng lực như họ. Trương Dương uống một ngụm trà. Chậm rãi nói, bọn họ được tính là những bông hoa kiếm có trên thương giới mà. Thường Hải Thiên nói, Hồ Nhân Như phát triển đang tốt sao tự dưng lại từ chức. Gã không biết Hồ Nhân Như rời khỏi nhà máy chế thuốc là để làm công ty quảng cáo, Hồ Nhân Như tuy có nói thực với Cố Giai Đồng, nhưng Cố Giai Đồng lại không nói lại chuyện này cho người khác biết. Trương Dương cười nói, cô ta không đi thì cái chỗ béo bở này sao tới lượt anh. Thường Hải Thiên cười nói, vậy thì tôi phải cảm ơn anh rồi. Nói miệng không thì có tác dụng gì cả, phải có hành động thực tế. Thường Hải Thiên nói, hiểu rồi, tối nay ở Thủy Thượng Nhân gia, tôi tẩy trần cho anh. Trương Dương nói, tối nay thì không được rồi, mẹ tôi lát nữa từ Xuân Dương tới, tôi phải đón bà, tôi cũng không thể để con trai tôi ở nhà một mình được. Con trai anh, Thường Hải Thiên mặt mày kinh ngạc hỏi. Trương Dương không giải thích với gã, nhắc tới Tần Hoan không khỏi nhớ tới thời gian mình ra ngoài khá lâu rồi. Đứng dậy nói, anh làm việc đi, tôi phải về nhà đây. Thường Hải Thiên đuổi theo ra tận ngoài cửa, anh nói rõ đi, con trai anh ở đâu ra? Trương Dương vừa bước xuống cầu thang vừa xua tay nói, sau này có cơ hội rồi nói.
Trương Dương vừa về tới dưới lầu thì nghe thấy ở cửa sổ lầu trên truyền tới tiếng gọi của Tần Hoan, cha. Trương Dương ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Tần Hoan đang ghé sát vào cửa sổ nhìn mình, trong lòng vừa cảm động lại vừa thương xót, cảm giác được người ta nhung nhớ thật là khác lạ. Trương Dương đi vào nhà, Tần Hoan dưới sự giúp đỡ của hồ nhân như đang từ trên cửa sổ trèo xuống, nó chạy đến ôm chặt lấy Trương Dương, cha, sao cha ra ngoài lâu thế? Trương Dương cười nói, ra ngoài chưa được 2 tiếng mà. Hồ nhân như nói, anh vừa đi thì Tiểu Hoan tỉnh dậy, bảo nó ăn cơm nó không ăn, nói chuyện cũng không nói, cứ nằm ở cửa sổ chờ anh. Trương Dương biết tâm tư của thằng bé này, nó sợ mình bỏ mặc nó, Tần Hoan từ nhỏ đã thiếu tình thân, cho nên đứa bé này luôn có cảm giác không an toàn. Thấy Trương Dương về, Tần Hoan mới an tâm ăn cơm. Gần bữa trưa, Ngưu Văn Cường lái xe đưa mẹ của Trương Dương tới, chỗ Trương Dương thuê rõ ràng là không chứa được nhiều người như vậy. Hắn bảo hồ nhân như chở mẹ và Tần Hoan tới căn biệt thự nhà gỗ ở Nam Hồ. Trương Dương nhảy lên chiếc Cadillac mà Ngưu Văn Cường vừa mua, xe mua chưa được 1 tháng, ngay cả biển xe còn chưa có. Trương Dương đặt mông ngồi lên ghế lái. Ngưu Văn Cường nói, tôi bảo này, anh biết lái loại xe này không đó? Xe tự động đấy. Trương Dương cười nói, không phải chỉ là một chiếc Cadillac thôi sao? Xe tốt hơn nữa tôi cũng từng lái rồi, anh cứ lên đi. Ngưu Văn Cường có chút không nỡ, gã hôm nay lái xe mới tới là muốn thể hiện, không ngờ Trương Dương căn bản không thèm khách khí với gã, kỳ thực thì ai nhìn thấy xe mới cũng ngứa tay cả. Trương Dương khởi động xe Cadillac, thằng nhóc này có bệnh nổ ga to, vừa khởi động Ngưu Văn Cường đã đau lòng, tôi nói này anh bạn, tôi còn đang trong lúc làm quen. Làm quen cái rắm, tôi không tin lúc rời xưởng người ta không nổ ga. Trương Dương nói xong, xe đã lao lên trước, lúc lái ra đường. Thằng ôn này vẫn không giảm tốc, gầm xe Cadillac lại thấp, Ngưu Văn Cường nghe rõ một tiếng rầm, lòng đau như cắt, gã mặt mày đau khổ nhìn Trương Dương. Trương Dương không ngờ lại cười nói, lái xe Jeep quen rồi, quên mất là xe này gầm thấp, không sao, xe Mỹ mà, bền lắm. Hắn có chút bất mãn nhìn Ngưu Văn Cường, làm gì mà nhìn tôi như vậy? Cứ như là một oán phụ ý. Ngưu Văn Cường thở dài, nói tôi nhìn ra rồi, xe và nữ nhân giống nhau, tới tay anh. Anh không chơi thoải mái thì quyết không tha. Trương Dương cười mắng, đánh rắm. Ngưu Văn Cường lần đầu tiên tới biệt thự nhà gỗ của Trương Dương. Tuy căn biệt thự này là đứng tên hồ nhân như, nhưng Ngưu Văn Cường dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là sản nghiệp của Trương Đại Quan Nhân, đứng trên thảm cỏ, dẫm lên cỏ ngày xuân như tấm thảm, cảm thụ ánh nắng chính ngọ, còn có gió hồ phả vào mặt. Ngưu Văn Cường rên lên một tiếng thoải mái, gã thật lòng khen Trương Dương, nhãn quang của anh đúng là nhất lưu. Nơi này quá tốt. Trương Dương cười nói, không liên quan gì tới tôi cả, đây là nhà của hồ nhân như. Ngưu Văn Cường nói, tôi khen mắt chọn nữ nhân của anh. Trương Dương nhìn ra sau, thấy hồ nhân như đang nói chuyện với mẹ, Tần Hoan thì đang chơi bóng cao su trên cỏ, liền nói nhỏ với Ngưu Văn Cường, anh đừng có mà nói linh tinh. Ngưu Văn Cường cảm thán, Trương Dương, anh thay đổi rồi, biến thành bắt đầu chú ý tới ảnh hưởng, trước đây không nhát gan như vậy. Trương Dương cười nói, nghé non không sợ hổ, tôi ở trong thể chế lăn lộn nhiều năm như vậy, không thế nào cứ ngây ngô mãi được. Tần Hoan đá quả bóng tới trước mặt hắn, Trương Dương nhẹ nhàng đá trở về cho nó. Từ Lập Hoa cười nói, Tiểu Hoan, trông cháu đầu đầy mồ hôi kìa, vào nhà đi, đừng để bị cảm lạnh. Trương Dương cũng lo lắng nó thể chất yếu đuối, không thể hoạt động quá nhiều, liền nói với Tần Hoan, theo bà vào nghỉ ngơi đi con. Tần Hoan rất nghe lời. Theo Từ Lập Hoa vào nhà. Ngưu Văn Cường nói, nơi này tốt thì tốt, chỉ là không có đủ phương tiện đồng bộ, mua đồ gì cũng phải lái xe đi. Hồ Nhân Như bước tới, cô ta nói khẽ cho nên tôi mua một cái tủ lạnh to, trong phòng bếp cũng có tủ lạnh. Mỗi tuần mua một lần, men theo con đường nhỏ ở phía trước đi 2 cây số là thôn Kiều, trực tiếp tới nhà dân trồng rau mua rau vừa rẻ lại vừa yên tâm. Ngưu Văn Cường nói, cô nếu tới Xuân Dương sống, rau ở chỗ chúng tôi còn rẻ hơn. Giá sinh hoạt cũng thấp, không khí trong lành hơn nơi này. Trương Dương nói, anh đúng là kẻ hay lý sự, lần này tới Giang Thành là để thể hiện à. Ngưu Văn Cường cười khổ không thôi, nói tôi là đặc biệt đưa gì từ đi, không có công lao cũng có khổ lao, sao chuyện gì tới miệng anh động cơ cũng biến thành không đơn thuần như vậy. Trương Dương cười cười. Ngưu Văn Cường nói, một thời gian không gặp anh và bọn Khương Lược, Đỗ Vũ Phong rồi, trong lòng cũng thấy nhớ. Vốn là tôi muốn gọi cả Triệu Tân Vĩ tới, đáng tiếc gã gần đây bận thi, không có thời gian. Trương Dương gật đầu, nói, được,
đợi lát nữa tôi gọi Khương Lượng và Lão Đỗ tới, chúng ta uống vài chén. Ngưu Văn Cường nói, ở trong nhà thì phiền quá, chúng ta ra ngoài uống đi. Trương Dương nói, mẹ tôi bảo rồi, trưa nay bà ấy làm cơm, anh nghĩ đi, lão nhân ra từ xa tới, người làm con như tôi cũng phải ở nhà ăn một bữa chứ. Ngưu Văn Cường quan sát Trương Dương từ trên xuống dưới cứ như là vừa mới quen Trương Dương, vậy, được, anh bạn, đại hiếu tử. Trương Dương thở dài, nói, khó mà nói rõ được với thương nhân thế tục như anh căn bản không hiểu nhân tình. Bữa trưa Từ Lập Hoa làm không ít thức ăn, Hồ Nhân Như từ nhỏ đã sống một mình, chút chuyện nhỏ như thổi cơm căn bản không làm khó được cô ta. Từ Lập Hoa thấy Hồ Nhân Như tay chân nhanh nhẹn như vậy trong lòng cũng thấy thích, tuy Trương Dương không nhắc tới quan hệ giữa hắn và Hồ Nhân Như, nhưng ánh mắt của lão nhân ra rất sắc bén, sự ám muội giữa con trai và Hồ Nhân Như, rất nhanh liền bị bà ta nhìn ra. Từ Lập Hoa thầm cảm thán, những cô gái này ai ai cũng xuất sắc, thật sự không biết con trai mình về sau sẽ lựa chọn thế nào. Người làm mẹ như bà ta có muốn quản cũng không được, thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên đi. Từ Lập Hoa rất thích Tần Hoan, người già rồi lại biến thành dễ gần với trẻ con, Tần Hoan cũng rất thân với Từ Lập Hoa, luôn miệng gọi bà khiến cho Từ Lập Hoa rất vui vẻ, nhưng nghĩ tới vận mệnh của đứa bé này, vành mắt Từ Lập Hoa lại đỏ lên, ôm Tần Hoan không nỡ buông tay. Tần Hoan từ nhỏ tới giờ nào đã được thấy cảnh náo nhiệt như thế này, bình thường đều luôn phải lủi thủi một mình, hiện tại có nhiều người vì nó như vậy, tốt với nó như vậy, quan tâm nó như vậy, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Buổi trưa Khương Lượng và Đỗ Vũ Phong cũng tới, đi theo còn có Phó Cục trưởng Công an thành phố Giang Thành Vinh Bằng Phi, có cả em vợ Tần Bạch của Trương Dương nữa. Bên ngoài ánh nắng chói chang, Hồ Nhân Như gọi họ bọn chuyển bàn ra ngoài bãi cỏ, Tần Hoan cũng giúp đỡ bưng ghế, cầm bát đũa, rất có tinh thần chủ nhà. Vinh Bằng Phi mỉm cười chào dì Từ, sau đó đi tới trước mặt Trương Dương, nắm tay hắn, nói Trương Dương, tôi không mới mà tới, cậu đừng chấp nhé. Trương Dương cười nói, Cục trưởng Vinh có thể tới đây là niềm vinh hạnh của kẻ hèn này, tôi cao hứng còn không kịp nữa là, chúng tôi trưa nay không sau không về. Mấy người họ lúc tới đây đều mua quà cho Trịnh Thành Liêm, nhưng không ai ngờ được Trương Dương lại tự đưng có một đứa con trai, Vinh Bằng Phi làm gương, lấy ra 200 đồng cho Tần Hoan, bảo cho nó đi mua đồ chơi, Cục trưởng đã làm vậy, mấy người bọn Khương Lượng cũng nhao nhao mở ví. Ngưu Văn Cường vốn không nghĩ tới chuyện này, thấy mọi người đều cho rồi, gã cũng móc ví ra, lấy 1.000 đồng, rất khí thế nói một câu, Ngưu đại gia cho, cầm đi mua đường ăn. Vinh Bằng Phi cười không ra tiếng, quay người nói chuyện với Từ Lập Hoa. Khương Lượng đánh một cái vào gáy Ngưu Văn Cường, nói, đại gia à, đại gia lợi hại lắm à, một người mà cho nhiều hơn cả 4 người chúng tôi, có tí tiền thì tưởng hay lắm à. Đỗ Vũ Phong cũng mắng theo. Trương Dương giải vây cho Ngưu Văn Cường, anh Ngưu là phú hào Xuân Dương, đám làm công ăn lương các cậu làm sao mà bằng anh Ngưu, ăn cơm thôi. Khương Lượng vẫn chưa hết tức, chỉ vào chiếc xe Cadillac ở cửa, nói, thằng Ôn cậu nhớ cho tôi, đợi lắp biển rồi, tôi sẽ thông chi cho cảnh sát giao thông Giang Thành, gặp một lần là xét một lần, cậu không phải là có tiền ư. Tôi bắt cậu phải cống hiến thêm cho quốc gia. Ngưu Văn Cường biết gã chỉ dọa mình thôi. Cười khổ nói, lấy việc công trả thù riêng à. Hồ Nhân Như gọi mọi người ra ăn, Trương Dương đưa bao lì xì mà mấy người cho Tần Hoan giao cả cho cô ta. Ngưu Văn Cường mỉm cười nói một câu, Hồ Tổng đúng là vợ hiền của chủ nhiệm Trương. Hồ Nhân Như ở trước mặt nhiều người bị gã nói vậy, mặt đỏ lên, gắt, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Vinh Bằng Phi đương nhiên sẽ không để ý tới loại chuyện nhỏ này, trong bữa cơm khi Đỗ Vũ Phong nhắc tới chuyện này, Vinh Bằng Phi cười nói. Bên trên đã nhiều lần cường điệu, phải để cho một bộ phận người giàu trước, Ngưu Tổng chính là thuộc nhóm người giàu trước này. Ngưu Văn Cường lúc này mới biết khiêm tốn, Vinh Bằng Phi người ta là thường ủy thị ủy, cục trưởng cục công an thành phố Giang Thành, mình cho dù có tiền thì địa vị xã hội vẫn còn kém người ta 10.800.000 dặm, vừa rồi lấy ra 1.000 đồng là bởi vì còn có một nguyên nhân khác, đích xác là có nhân tố thể hiện ở bên trong, Ngưu Văn Cường xấu hổ cười nói, cục trưởng Vinh, ngài đừng trêu tôi. Tôi đâu có được tính là người giàu gì đâu, tôi không nói tới cả Trung Quốc, chỉ nói Giang Thành, người có tiền hơn tôi nhiều lắm. Kiều Mộng Viện của Hối Thông, Lâm Thanh Hồng của Thiên Kiêu, anh em Phương Gia của Tập đoàn Thịnh Thế, mấy người đó có ai không phải là ức vạn nhân gia. Trương Dương cười nói, cậu làm ăn nhiều năm như vậy, hiện tại có bao nhiêu thân gia rồi. Ức vạn thì không nói nhưng tôi thấy mấy ngàn vạn chắc cũng có ấy chứ. Ngưu Văn Cường nói, anh quá tâng bốc tôi rồi, chỉ nói ở Xuân Dương này. Người có tiền hơn tôi cũng nhiều lắm, nói đâu xa,
chúng ta nói tới cha con Quách Đạt Lượng đi, sau khi tôi tiếp nhận bãi nuôi heo của họ, mới biết được lợi nhuận trong đây bao lớn, hiện tại bọn họ hợp tác với Sở Yên Nhiên làm nhà máy thức ăn gia súc, đã trở thành lợi thuế đại hộ của Xuân Dương rồi, tôi thấy nhà họ có tiền hơn tôi. Đỗ Phú Phong khịt mũi, nói than nghèo kể khổ cái gì, chúng tôi có tìm cậu mượn tiện đâu. Ngưu Văn Cường nói, tôi không phải là than nghèo, làm ăn thì phải không ngừng tổng kết, phải biết tiếp thu kinh nghiệm tiên tiến của người khác, chỉ có vậy mới không bị thị trường đào thải. Khương Lượng nói, cậu không có tri thức văn hóa, chỉ có ý thức tiểu nông, tầm mắt quá hạn hẹp, thủy chung chỉ đặt ở huyện thành Xuân Dương. Ngưu Văn Cường không phục, nói, huyện thành Xuân Dương thì sao chứ? Hiện tại thị lý không phải là khích lệ tới Xuân Dương đầu tư ư. Du lịch núi Thanh Đài bừng bừng khí thế, sau này khẳng định sẽ phát triển lớn hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hồ Nhân Như gặp một con tôm cho Tần Hoan, cô ta cười nói, anh Khương nói không sai đâu, muốn làm sinh ý thì không thể giới hạn ánh mắt ở một chỗ được, mức độ tiêu dùng của nhân quân Xuân Dương cũng chỉ có từng đó, cho dù làm sinh ý lớn hơn cũng phải liên quan trực tiếp tới tình hình thực tế của Xuân Dương. Trương Dương nói, lời của Hồ Tổng tôi tán thành, ao lớn chừng nào thì chỉ nuôi được từng đấy cá, anh cứ mãi bó buộc ở Xuân Dương, khẳng định sẽ phát triển chậm hơn người khác. Đỗ Phú Phong nói, chỉ thấy nhà hàng và nuôi heo ra, vừa nhìn đã biết cậu xuất thân nông dân rồi. Ngưu Văn Cường bị gã nói cho tức giận, tôi xuất thân nông dân, cậu không phải là nông dân à? Quan gia cậu không phải là nông dân à? Cả đám người đều cười rộ lên, Vinh Bằng Phi nói, nông dân thì sao chứ? Chúng ta có ai không phải là xuất thân nông dân? Trương Dương bảo Tần Hoan kính rượu họ, Từ Lập Hoa thấy đứa bé ăn no rồi, liền dẫn nó lên lầu ngủ trưa. Vinh Bằng Phi nói, Trương Dương, mới một tháng không gặp, cậu đã kiếm ra con trai rồi. Trương Dương lúc này mới kể sơ lại lai lịch của Tần Hoan, đương nhiên chỉ nói là con của bạn, chuyện của Tần Manh Manh hắn không đề cập. Mấy người nghe thấy Tần Hoan còn nhỏ vậy mà đã bị u não, ai ai cũng động lòng chắc ấn. Ngưu Văn Cường lập tức lại lấy ra 1.000 đồng nữa, hôm nay tiền mặt gã mang theo không nhiều, tỏ ý nếu như cần thì gã có thể tùy thời mang tiền đến. Lần này không ai nói gã ra vẻ, Trương Dương cũng không nhận 1.000 đồng này của Ngưu Văn Cường, dẫu sao thì hắn cũng không thiếu tiền. Sở Yên Nhiên đã tỏ ý gánh hết tiền thuốc men của Tần Hoan, Tần Manh Manh cũng đưa trước 20.000 đồng rồi. Vinh Bằng Phi nói, lát nữa mấy người chúng ta góp lại, có nhiều lấy nhiều, có ít lấy ít. Trương Dương nói, đừng làm vậy, tâm ý của mọi người tôi xin nhận, tiền có đủ rồi, nếu thực sự thiếu tiền tôi sẽ tự mở miệng. Đỗ Phú Phong nói, để gì từ một mình chiếu cố hài tử cũng không ổn, thế này đi, tôi bảo vợ tôi đến giúp. Trương Dương cười nói, đợi nằm viện đã rồi hắn tính. Ý tứ của hắn là không muốn kinh động quá nhiều người, tính tình của Tần Manh Manh hắn cũng hiểu được ít nhiều, người ta giao con trai cho mình là để trị bệnh. Đối với những quan hệ xã hội phức tạp này Tần Manh Manh khẳng định là không quen cũng không thích, Trương Dương cũng sợ nhiều người quá cũng sẽ làm phiền đến sự thanh tịnh của đứa bé, cho nên khi đám bằng hữu này hỏi khi nào nằm viện, nằm ở viện nào, hắn đều không nói. Dựa vào nhân mạch hiện tại của hắn ở Giang Thành, nếu như chuyện con trai nằm viện bị truyền ra, chỉ sợ là kéo đến làm sập cửa của hắn mất. Trương Dương dặn dò mấy câu, bảo mấy người cố gắng đừng để lộ ra. Sau bữa trưa, Vinh Bằng Phi và Trương Dương đi tới bến tàu ở cạnh hồ ngồi, bến tàu này là lúc đầu xuân Hồ Nhân Như sai người làm, phía trước bến còn buộc một con thuyền nhỏ. Hai con có trắng lướt qua mặt hồ, con người ta ở trong hoàn cảnh này tự nhiên sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, Vinh Bằng Phi nói khẽ, đúng là hâm mộ cậu, có thể nghỉ ngơi lâu như vậy. Trương Dương cười nói, đúng là người ăn no không biết cảm giác của người đói, nếu như cho tôi làm cục trưởng cục công an, tôi một ngày cũng không muốn nghỉ. Vinh Bằng Phi cười ha ha, tiếng cười của y theo gió hồ truyền ra xa, làm mấy con chim hải âu ở trong đống cỏ lau kinh động bay đi. Vinh Bằng Phi nói, hoàn cảnh nơi này rất tốt, thị khu Giang Thành không tìm đâu ra được nơi thứ hai giống như nơi đây. Trương Dương có chút đồng cảm, nói, Nhã Vân Hồ tuy không tồi, nhưng nơi đó khai phá không hề có quy hoạch, hiện tại nhà hàng ở bên hồ mọc lên như nấm, thương nghiệp quá nặng, nào còn giống cảnh khu. Vinh Bằng Phi nói, cảnh khu phát triển tới cuối cùng thường thường khó tránh khỏi sẽ thành khu thương nghiệp, ở Trung Quốc chúng ta, mục đích phát triển cảnh khu quy tới cùng vẫn để làm thương nghiệp, cho nên cảnh khu có tốt hơn nữa một khi kinh doanh rồi, du khách sẽ như mây, và cảnh khu này sẽ mất đi ý vị vốn có của nó, gần đây tôi tới núi Thanh Đài mấy chuyến, cảm thấy đã không còn như trước kia, rất nhiều sơn dân tự cho mình là khu du lịch, cho nên mới nói phát triển là chuyện tốt,
nhưng chúng ta cũng phải đồng thời chú ý tới những tệ đoạn mà sự phát triển mang theo. Trương Dương không ngờ Cục trưởng Cục Công an lại có kiến giải độc đáo về phát triển kinh tế như vậy, nhưng nghĩ lại thấy người ta là thường ủy thị ủy, có kiến giải như vậy cũng là hết sức bình thường, quan điểm này của y chắc là đã được biểu đạt trên cuộc họp thường ủy. Vinh Bằng Phi nói, không nói tới những chuyện này nữa, hai ngày trước tỉnh trưởng Tống gọi điện thoại cho tôi, nghe ngóng tình hình của cậu. Trương Dương cười nói, thanh danh của tôi lại xấu thêm rồi, hai ngày trước tôi ở Bắc Kinh gặp ông ta, chuyện đã được giải thích rồi, không sao. Vinh Bằng Phi nói, cậu đó, làm việc không câu nệ tiểu tiết, ăn lộn trên quan trường, kẻ địch luôn nhiều hơn bạn, cho dù là ngoài mặt là bạn, nhưng một khi có xung đột lợi ích, hắn sẽ biến thành kẻ địch của cậu, ưu điểm của cậu càng lớn sẽ càng bị nhiều người đố kỵ, khuyết điểm của cậu dù nhỏ cũng sẽ bị người hữu tâm phóng đại lên. Những lời nói này của Vinh Bằng Phi khá trúng trọng điểm, Trương Dương lẳng lặng ghi nhớ. Người ta thường nói, miệng nhiều người sói chảy vàng, cho dù là loại cường giả như hắn, cũng không thể không cố kỵ sự tồn tại của lời đồn. Trương Dương nói, nhưng miệng là của người khác, bọn họ muốn nói gì thì nói, tôi làm gì được. Vinh Bằng Phi nói, một chiêu thường thấy nhất trong thể chế là chuyển rời tầm mắt, cậu tiếp tục nghỉ ngơi, chỉ tổ càng lúc càng có nhiều lời đồn truyền ra, phương pháp tốt nhất là lập tức bước vào công tác. Trương Dương nói, sau khi tôi đi làm những lời đồn này sẽ biến mất ư. Vinh Bằng Phi cười nói, cậu là nhân vật gặp phiền phức không ngừng, tôi tin, không lâu nữa cậu sẽ chế tạo ra đề tài mới. Trương Dương nghĩ một chút, Vinh Bằng Phi đúng là hiểu mình, không khỏi bật cười ha hả. Vinh Bằng Phi lại nhớ tới một chuyện, đúng rồi, Phương Văn Nam không lâu trước cắt mạch máu tự sát rồi, may mà được phát hiện sớm nên được cứu. Trương Dương trong lòng trầm xuống. Phương Văn Nam luân lạc tới mức này khiến người ta không thể không cảm thán vì vận mệnh của gã. Trương Dương nói khẽ, vụ án của Đồng Đức Chí có tiến triển gì không? Vinh Bằng Phi lắc đầu. Trương Dương nói, tôi lần này tới Anh Quốc, có một cô gái tên là Trần Mỹ Lâm muốn giết tôi. Vinh Bằng Phi nhíu mày, y cảm thấy cái tên mà Trương Dương nói rất xa lạ, không có khái niệm gì với nó cả. Trương Dương nói, con gái của Trần Trường Nghĩa, Trần Tường Nghĩa năm đó bắt cóc Tần Thanh. Là thủ hạ của tiền thị trưởng Lê Quốc Chính có ơn với y, rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc Trần Mỹ Lâm ra nước ngoài cũng đều là Lê Quốc Chính làm giúp y. Vinh Bằng Phi là một cảnh sát xuất sắc, từ trong lời nói của Trương Dương lập tức ý thức được hắn muốn nhắc mình điều gì, liền trầm ngâm nói cậu là hoài nghi có người đứng sau Đồng Đức Chí ư. Trương Dương không nói gì, kỳ thực Vinh Bằng Phi một mực đều không tin Đồng Đức Chí là kẻ sắp đặt một loạt những sự kiện này, y cho rằng Đồng Đức Chí chỉ là một người chấp hành mà thôi. Vinh Bằng Phi nói, chết không đối chứng, Đồng Đức Chí đã chết, tất cả manh mối đều đứt đoạn, hiện tại lưu ngũ đó biến thành rất quan trọng, hy vọng có thể tìm được điểm đột phá ở trên người hắn. Nói tới đây, y dừng lại, Đồng Đức Chí có quan hệ không tồi với Điền Khánh Long, trước đây, hắn và cố tỉnh trưởng Hứa Thường Đức cũng có quan hệ rất tốt. Ánh mắt của Trương Dương lóe sáng, hắn than khẽ, Hứa Thường Đức đã chết rồi. Trước mặt đột nhiên hiện ra khuôn mặt của Hứa Gia Dũng. Tất cả những chuyện này rốt cuộc có liên quan tới gã không? Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Dương đưa Tần Hoan tới trung tâm khoa não của Bệnh viện Nhân dân số 1 Giang Thành, trung tâm này vừa mới thành lập. Tính chất cũng rất đặc thù, quản lý hành chính do phía bệnh viện phụ trách, kỹ thuật y tế do Vô Tử Lương thống nhất lĩnh quân, nhìn thấy áo dài trắng của bác sĩ hộ sĩ, Tần Hoan không khỏi trở nên khẩn trương, nắm chặt lấy Trương Dương, nói, cha, con không muốn tới bệnh viện, con muốn về nhà. Trương Dương an ủi nó, yên tâm đi, chỉ làm kiểm tra sức khỏe toàn diện cho con thôi, chúng ta ở một lát rồi về. Vu Tử Lương đã chuẩn bị phòng bệnh đặc biệt cho Tần Hoan, đây là căn phòng dùng cho cán bộ, tiện cho người nhà ở cùng, còn an bài hộ sĩ chuyên trách phụ trách toàn trình, mặt mũi của Trương Đại Quan Nhân đâu phải là bình thường. Sau khi an bài chuyện nằm viện của Tần Hoan xong, Trương Dương đi tới văn phòng của Vu Tử Lương. Trên bàn làm việc của Vu Tử Lương chất đầy thư tịch dày cộp. Những ngày này ông ta đã tra cứu vô số cách trị liệu và phẫu thuật, đã loại bỏ đi vô số các loại phương án phẫu thuật, sau cùng quyết định một phương án, ông ta đưa phương án phẫu thuật cho Trương Dương, cậu xem đi. Trương Dương cầm lấy phương án nhưng không đọc, đặt lại lên bàn, thực sự cầu thị nói, tôi không hiểu nhiều về Tây Y, nhưng phương án này ông nói được là được. Cái mà tôi phụ trách là làm giảm chậm tốc độ máu chảy, hạ thấp khả năng xuất huyết trong quá trình phẫu thuật, giảm nhẹ phát sinh vết sẹo sau phẫu thuật. Vu Tử Lương thở dài, nói cậu nắm chắc bao nhiêu phần. Trương Dương nói, cái khó khăn nhất chính là vấn đề vết sẹo sau phẫu thuật, nếu như là da thịt thì dễ nói thôi,
nhưng ở trong đầu, nhân tố không được xác định quá nhiều. Phu Tử Lương nói, cũng chính là nói cậu cũng không nắm chắc. Trương Dương gật đầu. Phu Tử Lương nói, tôi đã suy nghĩ lâu rồi, ca phẫu thuật này chúng ta vẫn nên làm, cắt bỏ khối u sẽ khiến xác suất sống sót của Tần Hoan rất cao, nhưng bệnh biến chứng sau khi phẫu thuật lại khó khống chế, tôi sợ trí não của nó sau này sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Trương Dương nói, tôi đang nghĩ biện pháp. Lúc này điện thoại của hắn đổ chuông, là Trịnh Hạo Thiên gọi tới, nghịch thiên đan mà Trương Dương đưa tới phòng thí nghiệm sinh hóa có kết quả rồi, thực nghiệm viên phân tích ra thành phần bên trong, tìm được 80%, còn có 20% nhân tố không xác định, bởi vì không ít thành phần trong dược hoàn trải qua hơn 400 năm tuế nguyệt đã phát sinh phản ứng hóa học. Trương Dương đứng dậy, nói tôi lập tức đi đây. Thường Hải Thiên nghe nói hắn đang ở bệnh viện, liền bảo Trương Dương không cần phải tự tới, gã hỏi số fax của văn phòng của Vu Tử Lương, trực tiếp gửi kết quả hóa nghiệm tới. Trương Đại Quan Nhân nhìn bản kết quả hóa nghiệm rồi suy nghĩ một lúc, phương thuốc của Minh Triều dùng khoa học kỹ thuật hiện đại phân tích ra này tuy tan khuyết không đủ, nhưng đối với hắn mà nói thì quả thật là có gợi ý. Vu Tử Lương cũng cảm thấy rất hứng thú với phương thuốc cổ truyền trong tay hắn, tuy trình độ trung y của ông ta bình thường, nhưng vẫn có thể nhìn ra trong phối phương thiếu không ít dược liệu, liền nói khẽ rất nhiều thứ sợ rằng là không dễ tìm đâu. Trương Dương nói, trước tiên phối những thứ này đã. Vu Tử Lương nhận lấy phối phương, nói chuyện này giao cho tôi đi, cho dù Giang Thành không có thì tôi lập tức sẽ sai người ra ngoài kiếm. Trương Dương gật đầu, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười, lúc bước ra ngoài, hắn không khỏi bật cười ha hả, khiến cho mấy tiểu hộ sĩ kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trương Dương sở dĩ bật cười là bởi vì hắn phát hiện rất nhiều thành phần trong nghịch thiên đan tương tự như hồi xuân hoàn mà trước đây hắn chế tác. Để phối chế hồi xuân hoàn, hắn đã từng tra nhiều cổ phương, trải qua 3 năm mới phối chế thành. Có điều dược hoàn vẫn chưa hoàn thiện, hắn luôn cảm thấy trong phối phương có thiếu sót gì đó, nên không phát huy ra được dược hiệu lớn nhất ở bên trong. Cho tới khi hắn bị Tùy Dương Đế giết vẫn chưa giải quyết được vấn đề này. Vừa rồi nhìn thấy bản kết quả hóa nghiệm đó, Trương Đại Quan Nhân phát hiện, nghịch thiên đan này không ngờ lại là cải tiến trên phối phương của hắn. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Lý Thời Chân năm đó nhất định lấy được phối phương của mình, trên cơ sở của phối phương của mình chế thành viên nghịch thiên đan này. Mấy vấn đề khiến hắn cảm thấy khó khăn không ngờ đã được Lý Thời Chân giải quyết, Trương Dương trong lòng thầm đắc ý, nếu như không phải là mình âm xoa dương thác thế nào lại vượt thời gian tới năm 90. Làm sao thấy được nghịch thiên đan? Làm sao mà biết được sau thời của mình lại xuất hiện một vị thần y Lý Thời Chân, người ta không ngờ còn cải thiện và phát triển trên cơ sở của mình. Đây chính là duyên phận, chính là tạo hóa. Niềm cảm thán trong lòng Trương Đại Quan Nhân không thể để cho người ngoài biết. Tần Hoan thấy hắn mặt mày hoan hỉ bước vào, cũng cười nói cha, có chuyện gì mà vui thế. Trương Dương nói, bác sĩ bảo con làm phẫu thuật xong sẽ khôi phục khỏe mạnh. Tần Manh Manh lúc này gọi điện thoại tới, từ sau khi Trương Dương dẫn Tần Hoan tới Giang Thành, cô ta cơ hồ mỗi ngày đều gọi 5-6 cú, tuy Tần Hoan mới đi được 2 ngày, nhưng Tần Manh Manh lại càng lúc càng nhớ. Trương Dương an ủi cô ta mấy câu, Tần Manh Manh nói với hắn rằng mình chiều mai sẽ có thể tới Giang Thành. Trương Dương gác điện thoại, lập tức báo lại tin này cho Tần Hoan vui mừng nhảy cẫng cả lên. Trương Dương lặng lẽ gọi Hồ Nhân Như sang một bên, hai ngày nay hắn phải nghiên cứu chế tạo đan dược, cho nên chuyện chiếu cố Tần Hoan giao cả cho cô ta. Hồ Nhân Như ôn nhu nói, anh cứ yên tâm, em và dì nhất định sẽ chăm sóc Tần Hoan thật tốt. Trương Dương nói khẽ, dì cái gì, mẹ anh là mẹ em, đừng để mẹ chúng ta mệt. Hồ Nhân Như đỏ mặt trừng mắt lườm hắn một cái. Trong mắt toàn là nhu tình mật ý. Có những lúc, cái nữ nhân cần không phải là danh phận nhất định gì, nhưng cô ấy cần biết được vị trí của mình ở trong lòng bạn, cần biết rằng bạn coi trọng cô ấy. Vinh Bằng Phi đã nhắc nhở Trương Dương, hắn cũng ý thức được cứ tiếp tục nghỉ ngơi như thế này, lời đồn khẳng định sẽ càng lúc càng nhiều. Trương Dương dành thời gian tới chính phủ thành phố một chuyến, khi xe Jeep của hắn xuất hiện trong bãi xe hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Bước vào tòa nhà văn phòng của chính phủ thành phố, ở trong thang máy gặp chủ nhiệm hội quản lý khu phát triển Thiếu Minh, hiện giờ đã là phó thị trưởng rồi, y hiện tại vẫn quản khối trước đây. Thiếu Minh nhìn thấy Trương Dương, mặt mày kinh hỉ nói, tiểu Trương về rồi à. Nếu như là ở riêng, Thiếu Minh khẳng định sẽ gọi là Trương lão đệ, nhưng đây là nơi công cộng, còn là tòa nhà văn phòng của chính phủ thành phố, tai mắt quá nhiều, một phó thị trưởng như mình nếu gọi như vậy, khẳng định lọt vào tai người khác sẽ thành chuyện không hay. Vạn nhất. Có người nói y không để ý tới thân phận, muốn thông qua tầng quan hệ của Trương Dương để dựa thế lãnh đạo thì không dễ nghe chút nào.
Chương 309, vỗ bàn. Trương Dương cũng có thể lý giải, cười nói, chào thị trưởng Tiếu. Tiếu Minh cười ha ha, cùng Trương Dương bước vào trong thang máy, bên trong thang máy chỉ có hai người, Tiếu Minh mỉm cười, nói, về lúc nào vậy? Sao không báo trước một tiếng? Trương Dương nói, vừa về, đâu thể nào chạy tới báo cáo với mỗi một vị lãnh đạo các ông được. Tiếu Minh nói, mấy vị thường ủy đang họp, tới văn phòng của tôi ngồi chút đi. Lãnh đạo người ta đã mời đầy thỉnh tình như vậy, Trương Dương đương nhiên không thể cự tuyệt, theo Tiếu Minh bước vào phòng làm việc của y, Tiếu Minh bảo thư ký pha trà xong thì ra ngoài. Y cũng vừa tới văn phòng chính phủ không lâu, phòng làm việc vừa được sửa sang lại, mùi vôi còn chưa hết, cửa sổ phải mở, Tiếu Minh đi tới trước cửa sổ hít sâu mấy hơi, nói chất lượng không khí của nơi này so với khu phát triển thì kém hơn nhiều. Trương Dương cười nói, chất lượng không khí ở tầng 9 là tốt nhất. Tiếu Minh nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn, tầng 9 là nơi làm việc của bí thư thị ủy, không khỏi bật cười ha ha, y kéo tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một bình nước soda ném cho Trương Dương bắt lấy, mở ra uống. Tiếu Minh nói, người Trung Quốc chúng ta chú trọng nhất là phong thủy, chuyện gì cũng đều mong được may mắn, phòng 5 ở tầng 9 hợp với ý tứ cửu ngũ chí tôn, lăn lộn ở trong thế chế, có ai mà không muốn được lên chức, có điều với tòa nhà này mà nói, tầng 9 không phải là nơi tốt lành. Trương Dương hiếu kỳ nhìn y. Tiếu Minh nói, tầng 9 tầng 10 đều là tầng bốc bụi, là nơi có chất lượng không khí kém nhất, cậu đi hỏi người làm kiến trúc là biết. Trương Dương nghe thấy chuyện này thì không khỏi bật cười. Tiếu Minh cũng mở một bình soda ra uống, đi tới ngồi cạnh Trương Dương, nói tiểu lão đệ, tôi nghe nói cậu ở châu Âu phạm sai lầm à. Trương Dương cười bảo, thị lý nói sao? Tiếu Minh nói, bí thư Đỗ nói cậu đi lại tự do. Trong thời gian ở châu Âu không có tinh thần đoàn đội, thoát ly khỏi hành động tập thể, không có trách nhiệm lãnh đạo của một phó đoàn trưởng. Trương Dương nói, tội danh của tôi khá nặng đấy. Tiếu Minh cười bảo, chỉ là nói miệng vậy thôi chứ không bảo phải xử lý cậu, có điều cậu nghỉ bệnh cũng đủ dài rồi, sắp được một tháng rồi, đoàn khảo sát cũng về rồi, cậu sao vẫn chưa đi làm. Trương Dương nói, bí thư Đỗ bảo tôi nghỉ một tháng, tôi hôm nay tới là muốn trả phép, không biết ông chủ Đỗ có ân chuẩn không? Tiếu Minh nói, mau mau đi làm đi, chỉ cần cậu khỏe mạnh đi tới cương vị công tác, tất cả lời đồn sẽ không công mà tự phá. Trương Dương thò tay ra với lấy bình nước ở trên bàn, không biết hữu ý hay là vô ý, hắn không cầm bình của mình mà lại đi cầm bình của Tiếu Minh, Tiếu Minh nhắc hắn, bình của cậu ở đây cơ mà. Trương Dương cười hắc hắc, nói, sợ tôi có bệnh à. Tiếu Minh lúc này mới hiểu ý tứ của thằng ôn này, vừa cười vừa chỉ vào đầu hắn, nói cậu đó. Những lời đồn ở bên ngoài tôi không tin đâu. Trương Dương nói, nếu người khác đều minh bạch như thị trưởng Tiếu, công cuộc cải cách mở cửa của chúng ta mới thành công được. Tiếu Minh bực mình, ai lại đi liên hệ chút chuyện vớ vẩn của thằng ôn cậu với công cuộc cải cách mở cửa. Theo sự kết thúc của Đại hội Nhân dân lần này, ban lãnh đạo của chính phủ thành phố Giang Thành hoàn toàn được xác lập, Tả Viên Chiêu không phụ sự kỳ vọng, chúng tuyển thành thị trưởng Giang Thành, song trong lòng của ông ta cũng hiểu rất rõ. Mình tuy bỏ được chữ đại đi, nhưng ở Giang Thành vẫn chỉ là nhân vật số 2, bí thư thị ủy Đỗ Thiên Dã trẻ tuổi mới là ông chủ lớn của Giang Thành. Cuộc họp thường ủy lần này xoay quanh việc làm thế nào để tiến hành cải cách một cách thâm hóa, Đỗ Thiên Dã sau khi làm một bài phát biểu khai họp, liền trao lại quyền phát ngôn cho những thường ủy khác, bài phát biểu của gã đều là Giang Nhạc Thảo, thư ký mà Trương Dương giới thiệu cho gã khá giỏi, viết được một bài văn tốt. Tả Viên Chiêu lại một lần nữa nhắc tới vấn đề giao thông của Giang Thành, theo sự thông xe của đường vòng tròn 3, đã hóa giải được áp lực giao thông của đường xá nội thành, nhưng phát triển cải cách biến chuyển từng ngày, tiếp theo là công trình xây dựng tuyến đường chính của nội thành. Tả Viên Chiêu nói, lịch sử Giang Thành lâu đời, bởi vì trước đây trong việc quy hoạch thành thị tồn tại rất nhiều thiếu sót, cho nên đường xá hiện tại của nội thành đã không còn thích ứng với nhu cầu phát triển của thời đại, muốn đề thăng sức cạnh tranh của thành thị, vậy thì phải thay đổi diện mạo của thành thị. Làm tốt công tác cải tạo thi công đường xá, đồng thời cũng phải làm tốt công tác lâm viên xanh của thành thị. Đỗ Thiên Dã cũng tỏ ý tán đồng, việc cải tạo đường xá của nội thành Giang Thành giờ đúng là rất gấp, có điều chúng ta phải đưa ra được quy hoạch hợp lý, dưới tiền đề không làm ảnh hưởng tới việc đi lại của dân thành phố mà tiến hành cải tạo từng bước đường xá của Giang Thành. Tả Viên Chiêu gật đầu, nói, bí thư Đỗ nói rất đúng, thi công cải tạo đường xá cần phải được tiến hành dưới tiền đề không tạo thành ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc của người dân. Có một chuyện tôi phải đề xuất phê bình, việc cải tạo đường xá huyện thành gần đây của huyện Xuân Dương gây ra tiếng oán hờn khắp nơi,
gần đây phòng thư tín của thành phố liên tiếp nhận được đơn kiện của người dân, thi công đường xá của huyện Xuân Dương đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt bình thường của người dân nơi đó. Hai ngày trước tôi đã đặc biệt tới huyện thành xem thử, huyện thành Xuân Dương hiện tại giống như là một đại công trình vậy. Đỗ Thiên Dã mấy ngày trước cũng tới Xuân Dương, trên điểm này rất đồng cảm với Tả Viên Chiêu. Có một số thường ủy đều chuyển ánh mắt sang phó thị trưởng thường vụ Lý Trường Vũ, bí thư huyện ủy Xuân Dương Chu Hằng là nan đề của y, chuyện Chu Hằng ở nội thành Xuân Dương cải tạo đường xá khiến cho người oán trời giận, người dân khiếu tố chuyện này lên trên liên tục, căn cứ vào thái độ của hai vị đương gia Giang Thành hiện tại cho thấy, xem ra đều bất mãn với Chu Hằng. Nếu như là nói trước Đại hội Nhân dân, Lý Trường Vũ trong lòng rất nhiều người còn có thực lực tranh giải tranh ngắn với Tả Viên Chiêu, nhưng sau Đại hội Nhân dân, Tả Viên Chiêu cuối cùng đăng vị làm thị trưởng, Lý Trường Vũ ở trong mắt tất cả mọi người đã trở thành bại quân chi tướng. Trên thực tế Lý Trường Vũ cũng biểu hiện càng lúc càng nhún nhường, đây không phải là che giấu hào quang, mà là tiếp nhận hiện thực, thân là tiền bí thư huyện ủy Xuân Dương, Lý Trường Vũ càng rõ tình hình của Xuân Dương hơn bất cứ ai. Chu Hằng làm vậy, khiến y cũng rất không vui, y hiểu rõ Chu Hằng là muốn làm ra chính thích, muốn để Xuân Dương trở thành thành phố cấp huyện thứ hai của Giang Thành. Cách làm này của Chu Hằng chẳng khác nào là phủ định chính thích của Lý Trường Vũ ngày trước, quan điểm cơ bản mà Lý Trường Vũ định xuống ở Xuân Dương chính là muốn tập trung quanh sông Xuân Thủy, dạng huyện thành nhỏ như Xuân Dương phải tiến hành phát triển trên cơ sở bảo trì sự đặc sắc. Lý Trường Vũ năm đó cùng các Xuân Lệ tự mình thể nghiệm, ở bên bờ sông Xuân Thủy diễn một vở kịch Huyên Ương Cá Nước, kết quả suýt nữa thì bỏ luôn mạng ở đó, nếu như không phải là gặp được Trương Dương vừa hay đi qua. Lý Trường Vũ e rằng đã trở thành trò cười trong thể chế Giang Thành, thậm chí là cả Bình Hải. Lý Trường Vũ từ sau khi mua chuộc Trương Dương, kinh lịch hai năm nay có thể nói là lên xuống phập phồng, có điều có một điểm y không thể phủ nhận, không có Trương Dương, y khẳng định không thể yên ổn ngồi ở đây. Con người ta sau khi trải qua thất bại luôn có thể ngộ ra một số đạo lý, đây chính là ngã một lần, khôn hơn một chút mà người ta thường nói. Lý Trường Vũ rất giỏi điều chỉnh tâm tình của mình. Điều mà y muốn hiện tại là làm tốt công tác đúng chức vụ của mình, cuộc tranh giành ghế thị trưởng đã kết thúc, trong vòng mấy năm gần đây sẽ không có biến động gì, y không muốn nghĩ tới những chuyện không thực tế, y cũng biết rõ nguyên nhân khiến các vị thường ủy nhìn mình, một là bởi vì Chu Hằng và mình là bạn học cũ, người khác sẽ bất giác coi gã thành ban để của mình, còn có một nguyên nhân khác là người khác đều muốn xem y và Tả Viên Chiêu đấu nhau. Muốn xem náo nhiệt, Lý Trường Vũ thầm nghĩ. Các người các muốn xem náo nhiệt thì lão tử càng không để các người được như vậy, trên mặt cố nặn ra biểu tình thản nhiên, đối với một số cán bộ háo công, chúng ta nên kịp thời nhắc nhở. Câu nói này chẳng khác nào công khai biểu lộ, các người muốn đối phó với Chu Hằng thì đi mà đối phó, không liên quan gì đến lão tử. Phương thức ứng đối của Lý Trường Vũ không nghi ngờ gì nữa là rất chính xác, nhưng trong mắt rất nhiều người, phó thị trưởng Lý đã mất đi nhuệ khí, không còn đấu trí, teo rồi. Lý Trường Vũ không để ý người khác thấy sao, ai mà không thích xem náo nhiệt chứ. Lão tử không có thời gian biểu diễn cho các người xem. Đỗ Thiên Dã kết thúc đề tài thảo luận này, gã nói với Phó Thị trưởng Nghiêm Tân Kiến vừa tiến vào ban thường ủy thị ủy, đồng chí Tân Kiến, mượn cơ hội này, báo cáo lại tình hình tới châu Âu lần này cho mọi người nghe đi. Nghiêm Tân Kiến mỉm cười gật đầu, có thể ngồi trong cuộc họp thường ủy đối với y mà nói đã là tiến một bước lớn rồi, cạnh tranh trong thể chế không đâu không có. Cho dù là giữa bạn bè cũng khó tránh khỏi, danh ngạch thường ủy này là tranh chấp giữa y và phó thị trưởng tân nhiệm Tiếu Minh, sau cùng y được như ước nguyện, tiến vào thường ủy. Nghiêm Tân Kiến ho khan một tiếng, nói, lần tới châu Âu khảo sát này rất thuận lợi, chúng tôi trước sau khảo sát Anh Quốc, Pháp Quốc, Đức Quốc, Hà Lan, Italia, ký được 5 hợp đồng, đạt thành 21 ý hướng hợp tác, chuyện có ý nghĩa lớn nhất là hợp đồng hợp tác dài hạn của nhà máy máy móc công trình Giang Thành và tập đoàn Hải Đức của nước Đức đã được ký kết. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, thành quả của cuộc khảo sát tới châu Âu lần này khá vang dội, Nghiêm Tân Kiến nghe thấy những tiếng vỗ tay này, ngoài vui mừng cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, cơ hội tốt này, chính tích lớn này, Trương Dương vốn có phần, đáng tiếc thằng nhóc này ở trạm đầu tiên tới châu Âu đã xảy ra chuyện. Nghiêm Tân Kiến quyết định hôm nay sẽ không nhắc tới chuyện của Trương Dương, nhưng y không nhắc thì có người nói, Trương Dương trong thường ủy có bạn, nhưng cũng có thù, chủ nhiệm đại biểu nhân dân Triệu Dương Lâm nhìn hắn không thuận mắt. Rất không thuận mắt, Triệu Dương Lâm nói, đồng chí Tân Kiến, chúng ta cũng không thể chỉ báo hỉ không báo ưu được, thành tích nói xong rồi, nên nói lần này các anh có gì thiếu sót đi chứ. Nghiêm Tân Kiến sớm đã có chuẩn bị đối với điều này, y mỉm cười nói tới thiếu sót, đa số đại biểu chúng tôi đều là lần đầu tiên xuất ngoại,
thiếu kinh nghiệm công thông với thương nhân và xí nghiệp ngoại quốc. Có điều, cải cách là quá trình lần mò từng bước. Tôi tin rằng theo sự tăng thêm giao lưu sau này, điểm này các đồng chí của chúng tôi sẽ ngày càng tốt lên. Y muốn dùng mấy câu đường hoàng để nói cho có lệ. Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Mã Ích Dân cũng nói, trong xã hội hiện tại đều đồn đại một số chuyện của đoàn khảo sát tới châu Âu lần này, ảnh hưởng rất không tốt. Nghiêm Tân Kiến biết mục tiêu của những người này chính là Trương Dương, y bất động thanh sắc, nói, đồng chí Ích Dân muốn nói tới chuyện gì cơ? Mã Ích Dân cười cười, ánh mắt lại nhìn sang Viên Thành Tích. Viên Thành Tích biết rằng đây là bảo mình nói vài câu, Viên Thành Tích nói, tôi gần đây cũng nghe thấy không ít lời đồn, cán bộ đảng chúng ta chú trọng thực sự cầu thị, đối với những lời đồn vô căn cứ chúng ta chỉ cười trừ cho qua chuyện, nhưng chúng ta cũng phải đi thẳng ngồi thẳng, phải lấy thân làm gương, như vậy mới có thể dựng được hình tượng chính diện của cán bộ chúng ta, như vậy mới có thể khiến người dân tin tưởng vào chúng ta. Đỗ Thiên Giã cũng vô cùng bình tĩnh, cầm chén trà lên uống một ngụm, giữa Triệu Dương Lâm, Mã Ích Dân, Viên Thành Tích rõ ràng là có liên minh ngầm, bọn họ đưa mục tiêu ngắm vào Trương Dương. Bên ngoài nhìn thì là vậy, nhưng trong thể chế của Giang Thành, có ai mà không biết Trương Dương là người của gã, vậy mà ba người bọn họ còn dám ở trên cuộc họp thường ủy ngang nhiên đi ngược lại, điều này có chút không tầm thường, rốt cuộc là ai cấp sức mạnh cho họ. Đỗ Thiên Giã lựa chọn tạm thời im lặng, gã muốn quan sát, gã muốn cấp cho ba người này một không gian nhất định, xem bọn họ rốt cuộc là muốn diễn kịch gì. Xem còn có ai nhảy ra nữa không? Triệu Dương Lâm nói, ở Giang Thành chúng ta là cán bộ của đảng, có người dân giám sát chúng ta, đi ra ngoài thì chúng ta đại biểu cho hình tượng của Giang Thành, thậm chí là đại biểu cho hình tượng của quốc gia, phải suy nghĩ nhất cử nhất động của chúng ta sẽ mang tới ảnh hưởng gì cho quốc gia. Tả Viên Chiêu không nói gì, trước mắt ông ta và Trương Dương có quan hệ không tồi, nhưng tuyệt đối không bằng Đỗ Thiên Giã, bí thư Đỗ không nói, ông ta hà tất phải nhảy ra làm gì. Lý Trường Vũ cười thầm, Triệu Dương Lâm đúng là càng già càng hồ đồ, y nhắm mục tiêu vào Trương Dương, thế chẳng phải là tự chuốc lấy nhục ư. Người già rồi, vì sao luôn không hiểu rõ được vị trí của mình, thật thà làm chủ nhiệm đại hội nhân dân của mình đi, hà tất phải khiêu chiến với quyền uy của Đỗ Thiên Giã. Trong thường ủy người có quan hệ tốt với Trương Dương không ít, nhưng mọi người đều lựa chọn trầm mặc, gần đây lời đồn đại liên quan tới Trương Dương rất nhiều, nhưng một mực đều không có cách nói chính xác. Mấy người Triệu Dương Lâm không ngờ lại lôi chuyện này ra, ngoài mặt thì là nhắm vào Trương Dương, nhưng trên thực tế lại là chỉ kiếm vào Đỗ Thiên Giã, không phải là bọn họ không muốn nói đỡ cho Trương Dương, mà là không cần, với tính tình của Đỗ Thiên Giã, khẳng định sẽ phản kích, hơn nữa đòn phản kích này sẽ không phải đợi lâu. Hôm nay quả thực là có chút kỳ quái, Viên Thành Tích trước giờ đều không thích phát ngôn lại nói, hai ngày trước lúc tôi chiêu đãi ngoại thương Anh Quốc, người ta có nhắc đến chuyện này. Nói là một vị lãnh đạo nào đó của đoàn khảo sát Giang Thành chúng ta trong thời gian khảo sát ở Anh đi chơi gái. Nói tới đây y cố ý dừng lại, sau đó tỏ vẻ căm giận nói, còn nhiễm bệnh lây qua đường sinh dục nữa. Người đầu tiên đứng ra trong thường ủy là Từ Bưu, ai cũng nhìn ra là ba lão già này hôm nay liên thủ hát kịch, mục tiêu của họ nhắm thẳng vào Trương Dương, cho dù người khác không nói thì Từ Bưu y cũng không thể không nói, Trương Dương có ân với Từ Bưu, nếu như không có Trương Dương, Từ Bưu y có thể đã chết ở Đông Giang rồi, con gái của y cũng sẽ không có ai giúp đòi lại công đạo. Từ Bưu nói, phó thị trưởng Viên Anh Văn khá quá nhỉ, có thể trực tiếp giao lưu với ngoại thương rồi. Viên Thành Tích cười nói, có phiên dịch mà. Từ Bưu chế giễu, người khác gặp Từ Bưu đều nói chuyện kinh tế, phó thị trưởng Viên và ngoại thương khi gặp mặt lại nói chuyện chơi gái, thật là bội phục, bội phục. Thường ủy có mặt ở đây đều biết đây là trường hợp nghiêm túc, nhưng lời nói của Từ Bưu lại quá chọc cười. Cuối cùng có mấy người không nhịn được mà bật cười, có người dẫn đầu, những người khác đều cười theo. Cái mặt già của Viên Thành Tích đỏ lên, y lớn tiếng nói, Bộ trưởng Từ, là người ta tìm tôi nói chuyện, tôi cũng không biết chơi gái là gì. Từ Bưu thở dài, nói, Phó thị trưởng Viên không biết chơi gái là gì ư. Anh ra nước ngoài cũng mấy lần rồi, chẳng lẽ chưa từng đi thử à? Viên Thành Tích rõ ràng là tức giận rồi, Bộ trưởng Từ, tôi sao lại tới những loại địa phương đó được? Từ Bưu nói, đồng thời học tập sự tiên tiến của chủ nghĩa tư bản, cũng phải nhận rõ mặt hủ bại của chủ nghĩa tư bản, phó thị trưởng Viên cho dù tới cũng không sao, với tố chất của một đảng viên như anh, đi rồi cũng là lấy ánh mắt phê phán để nhìn vấn đề. Từ Bưu châm chọc Viên Thành Tích cũng khá đau. Mã Ích Dân nói, chuyện mà đồng chí Thành Tích phản ánh cũng không phải là chuyện nhỏ, trong xã hội hiện tại truyền bá rất rộng, nói đoàn khảo sát tới châu Âu của chúng ta thành đoàn khảo sát tham quan. Nói có người nhân cơ hội dùng quỹ công để ăn uống tiêu xài,
lấy quý công đi chơi gái, còn bị nhiễm bệnh, khiến cho mặt mũi của Giang Thành chúng ta mất hết. Cục trưởng công an Vinh Bằng Phi một mực không nói gì cũng lên tiếng, chuyện này tôi cũng đã nghe nói tới rồi, có điều chúng tôi xuất thân từ tra án, bất kỳ chuyện gì cũng phải có chứng cứ, đối với những lời đồn không có căn cứ trong xã hội, chúng ta chỉ cười trừ cho qua. Triệu Dương Lâm nói, không có lửa làm sao có khói, nếu mỗi một vị lãnh đạo chúng ta đều giữ nghiêm kỷ luật, cũng sẽ không sinh ra nhiều lời đồn như vậy. Đỗ Thiên Giã hờ hững nói, chuyện này tôi cũng có nghe nói, chuyện cụ thể tôi cũng rõ, trong thời gian tới châu Âu khảo sát, phó đoàn trưởng đoàn khảo sát Trương Dương bởi vì sinh bệnh, cho nên về trước, gần đây anh ta đều nghỉ bệnh, tất cả thủ tục đều phù hợp với trình tự. Gã gật đầu với Nghiêm Tân Kiến, Trương Dương xin về trước có qua sự phê chuẩn của phó thị trưởng Nghiêm phải không? Nghiêm Tân Kiến gật đầu, vâng, chuyện này là tôi phê chuẩn. Kỳ thực Trương Dương căn bản không xin nghỉ với y, nhưng Đỗ Thiên Giã đã hỏi vậy, Nghiêm Tân Kiến đương nhiên phải đứng ra gánh. Đây không chỉ là vấn đề tỏ rõ lập trường, Tư Giao giữa y và Trương Dương rất tốt, cũng biết rõ bối cảnh của Trương Dương, trong mắt hắn đám người lấy Triệu Dương Lâm làm chủ rõ ràng là tự chuốc lấy nhục, đừng nói chuyện này chỉ là lời đồn, cho dù là thực thì sao. Không nói đâu xa, chỉ nói ở Giang Thành, quan hệ giữa bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã và Trương Dương có ai mà không bia. Chỉ cần Đỗ Thiên Giã muốn bao che cho Trương Dương, đám người này có chỉ trích mạnh hơn nữa thì cũng được gì. Đỗ Thiên Giã nói, tôi không hiểu. Trong đảng của chúng ta luôn có một số đồng chí luôn cảm thấy hứng thú đối với chuyện bắt gió bắt bóng, cả ngày cứ treo thực sự cầu thị ở trên miệng, nhưng lại nói gì, làm gì hả? Cái gì mà lấy quỹ công ra ăn uống? Cái gì mà lấy quỹ công ra chơi gái? Ngay cả bản thân chúng ta cũng không chú ý giữ gìn hình tượng tập thể, người khác liệu còn phải để ý không? Đôi mắt hổ của gã lạnh lùng nhìn Triệu Dương Lâm. Vẻ mặt của Triệu Dương Lâm có chút không tự nhiên. Y cũng biết Đỗ Thiên Giã chắc chắn sẽ bảo vệ Trương Dương, nhưng không ngờ lại bảo vệ hắn tới mức này. Đỗ Thiên Giã nói, vấn đề của Trương Dương mọi người đều đã cảm thấy có hứng thú, vậy thì chúng ta sẽ bảo anh ta nói rõ, chuyện ở châu Âu có phó thị trưởng Nghiêm và nhiều người của đoàn khảo sát chứng minh, chuyện nằm viện ở Bắc Kinh có bệnh lịch, tôi nghĩ chuyện này không cần phiền tới mấy vị của ủy ban kỷ luật làm gì, phó thị trưởng Nghiêm, anh thân là đoàn trưởng đoàn khảo sát. Chuyện này tôi giao cho anh, hy vọng anh có thể đưa ra một phần báo cáo trên cuộc họp thị ủy lần tới để mọi người hài lòng. Nghiêm Tân Kiến gật đầu. Bộ trưởng Bộ Tổ chức Từ Bưu cười lạnh, nói, nhiều thường ủy tụ lại ở đây thì ra là để thảo luận chuyện của một cán bộ phó ban. Đỗ Thiên Giã nói, tan họp. Tả Viên Chiêu không công khai ủng hộ Trương Dương, nhưng trong lòng ông ta lại rất lấy làm lạ với đám người Triệu Dương Lâm. Triệu Dương Lâm, Mã Ích Dân. Viên Thành Tích ba người đều là kẻ lão luyện trên chính trị, lăn lộn nhiều năm trên quan trường Giang Thành như vậy, lần này lại tụ thành đoàn công khai tuyên chiến với quyền uy của Đỗ Thiên Giã, chẳng lẽ là hồ đồ cả rồi. Có thể nói với đầu óc của họ thì không nên làm vậy, khứu giác chính trị của Tả Viên Chiêu không nghi ngờ gì nữa là cực kỳ mẫn duệ, ông ta cảm thấy chỗ vi diệu ở trong đây. Hội nghị lần này khiến tâm tình của Đỗ Thiên Giã ít nhiều chịu một số ảnh hưởng, quay về phòng làm việc, thư ký Giang Nhạc nhìn ra điểm này. Muốn làm một thư ký giỏi, trước tiên phải học nghe tiếng xem sắc, phải hiểu tâm lý của lãnh đạo. Hiện giờ trong tỉnh Bình Hải, thị trường tân nhiệm của Nam Tích Hạ Bá Đạt đã trở thành kiểu mẫu cho tất cả các thư ký. Người ta là giỏi đoán tâm lý của lãnh đạo, lẳng lặng theo bí thư Cố nhiều năm, cuối cùng trước khi bí thư Cố về hưu tu thành chánh quả, hiện giờ đã thành quan to một phương rồi. Giang Nhạc nói khẽ, bí thư Đỗ, chủ nhiệm Trương tới rồi, đang ở trong văn phòng đợi anh. Đỗ Thiên Giã ồ một tiếng. Gã vẫn bảo trì bước chân vừa rồi, Đỗ Thiên Giã đi đường hổ hổ sinh phong, cái này có liên quan tới việc gã xuất thân quân nhân, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Thiên Giã đã cho rằng gã có kinh lịch tòng quân, kỳ thực không phải vậy. Trương Dương ngồi trên salon đợi gã, nhìn thấy Đỗ Thiên Giã về, hắn mỉm cười đứng đậy, nói, chào bí thư Đỗ. Đỗ Thiên Giã lườm hắn một cái, tức giận nói, cậu còn biết quay về à? Trương Dương gật đầu, nói, về được hai ngày rồi. Bởi vì chưa hết kỳ nghỉ bệnh, tôi sợ về sớm bị người ta nói linh tinh, cho nên trốn trong nhà hai ngày. Đỗ Thiên Giã đi tới ghế giám đốc rồi ngồi xuống vốn muốn từ trên cao nhìn xuống Trương Dương, nhưng phát hiện thằng ôn này vẫn đứng đó, về độ cao còn có ưu thế hơn mình, Đỗ Thiên Giã nhíu mày, nói, ngồi đi. Trương Dương lại không ngồi xuống salon mà kéo ghế xoay, hắn tới ngồi đối diện với Đỗ Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã có chút bất mãn chừng mắt lườm hắn, ai bảo cậu ngồi chỗ đó. Trương Dương cười hì hì, nói thế không phải là kéo gần cự ly giữa lãnh đạo và thuộc hạ ư. Đỗ Thiên Giã ngửa lưng ra sau,
híp mắt lại, nói cậu sợ ảnh hưởng ư? Cậu làm việc có từng sợ ảnh hưởng không? Cậu bảo tôi phải nói với cậu thế nào đây? Trước khi cậu làm mỗi chuyện, có thể nghĩ tới hậu quả về sau không? Cho dù là nói thêm một câu, giải thích thêm một chút, chuyện cũng sẽ không tới mức dư luận xôn xao. Trương Dương nói, tôi làm sai chuyện gì? Những gì nên giải thích thì tôi cũng giải thích rồi, thủ tục xin nghỉ cũng làm đủ rồi, người khác muốn nói thế nào thì tôi quản được à? Đỗ Thiên Dã nói, cậu không phải là nằm viện ư? Lát nữa in một bản bệnh lịch xuất viện ra cho tôi. Để làm gì? Để làm gì ư? Hiện tại cả Giang Thành đều đồn đại cậu tới châu Âu hành động một mình, đi chơi gái kết quả bị nhiễm bệnh lây qua đường sinh dục, đoạn thời gian này đang ở Bắc Kinh trị bệnh. Trương Dương nói, ai nói? Tôi sẽ bẻ gãy răng hắn. Đỗ Thiên Dã nói, cậu còn ngang ngược nữa à? Cậu tưởng mình là ai? Cậu xem bộ dạng hiện tại của cậu đi, y như tên lưu manh ngoài xã hội, nào có giống một cán bộ quốc gia. Trương Dương bị nói cho có chút tức giận, người khác nói vậy hắn không thèm chấp, nhưng hắn đã xin Đỗ Thiên Dã nghỉ từ trước, Hình Chiêu Huy cũng đặc biệt gọi điện tới có lời. Trương Dương nói, bí thư Đỗ, anh muốn xử lý thế nào thì xử lý, tôi coi như là nhìn thấu rồi, dục ra chi tội hà hoạn vô từ. Đỗ Thiên Dã bốc một tiếng vỗ lên bàn, chỉ vào mũi Trương Dương gầm lên, cái gì mà dục ra chi tội? Cậu tự mình có thể nói rõ chuyện ở châu Âu ra không? Tự tung tự tác, hành động một mình ở địa phương khác thì có thể được, nhưng ở trong thể chế thì không được. Sau khi cậu đi làm, cố gắng mà giải thích rõ chuyện trong thời gian này đi, phản tỉnh lại hành vi của mình một chút, rồi mũi không bâu chứng không có lỗ, người khác vì sao lại rèm phe cậu, đó chẳng phải là vì cậu có thói hư tật xấu ư? Tôi có thói hư tật xấu gì? Người khác sợ Đỗ Thiên Dã, nhưng Trương Dương thì lại không sợ gã. Đỗ Thiên Dã nói, cậu cũng không nhìn xem mình thế nào à, đời sống tình cảm có phải là quá phong phú đa dạng không? Cậu lằng nhằng với bao nhiêu người? Người ta chỉ sợ lời theo lời, Đỗ Thiên Dã ở trước mắt Trương Dương vốn không có bộ dạng lãnh đạo gì cả, một khi cực động thì lời nói cũng không cố kỵ nhiều. Trương Dương bốp một tiếng vỗ bàn, tức giận nói, chuyện tình cảm của tôi chẳng liên quan gì tới công tác cả, anh không quản được đâu. Đỗ Thiên Dã tức giận nói, láo toét, anh dám vỗ bàn với tôi à, anh quên nơi này là đâu rồi ư? Gã lại vỗ bàn đến dầm một cái, cũng đứng dậy, đôi mắt đầy uy thế nhìn Trương Dương chằm chằm. Hai người tôi nhìn anh nhìn tôi, cho tới khi di động của Đỗ Thiên Dã đổ chuông, ánh mắt của Trương Dương mới dịu đi, nói, điện thoại kìa. Đỗ Thiên Dã lườm hắn một cái, cầm lên nghe, alo. Là Tô Tiểu Hồng gọi, Đỗ Thiên Dã nhìn Trương Dương một cái. Bước về phía cửa sổ rồi mới nói chuyện. Đỗ Thiên Dã nói mấy câu rồi gác điện thoại, phát hiện Trương Dương đã đổi sáng mặt mày tươi cười, Đỗ Thiên Dã cơn giận chưa tiêu hết, nói cười cái gì, mặt mày dâm tiện. Trương Dương nói, gái à, liên quan gì tới câu? Tô Tiểu Hồng đúng không? Đỗ Thiên Dã chột dạ, thằng nhóc này tai kiểu gì vậy, xa thế mà cũng có thể nghe ra là Tô Tiểu Hồng gọi. Mặt gã không khỏi nóng lên, ho khan một tiếng. Nói Tô Tiểu Hồng mời tôi ăn cơm, cậu đi không? Trương Dương nói, cô ta mời anh chứ không mời tôi. Kỳ thực Tô Tiểu Hồng đã gọi điện thoại cho hắn từ trước, cũng là hắn đề xuất bảo Tô Tiểu Hồng mời Đỗ Thiên Dã. Đỗ Thiên Dã nói, ai bảo không mời cậu, người ta tối nay là tẩy trần cho cậu, còn đặc biệt mang mỹ tửu giấu trong nhà tới. Trương Dương một mực đều nhớ rượu của Tô Tiểu Hồng, gật đầu, nói, nể mặt rượu, tôi đi cùng anh. Đỗ Thiên Dã mắng, thằng láo toét cậu càng lúc càng không có quy củ gì cả, không ngờ lại dám vỗ bàn với tôi. Trương Dương cũng có chút xấu hổ, tuy hắn và Đỗ Thiên Dã là bạn bè thân thiết, nhưng người ta dẫu sao cũng là bí thư thị ủy Giang Thành, là lãnh đạo của hắn, hành động vừa rồi của hắn quả thật có chút quá đáng, hắn nhân cơ hội xin lỗi, tôi hai ngày nay hỏa khí hơi lớn một chút. Còn chưa nói xin lỗi xong thì di động đổ chuông, là Tần Hoan gọi. Giọng nói non nớt của Tần Hoan vang lên trong điện thoại, cha, tối cha có về ăn cơm không? Bà nấu canh gà, thơm lắm. Trương Dương trong lòng thấy ấm áp, nói Tiểu Hoan, cha lát nữa sẽ về. Sao vậy, con không ở bệnh viện à? Phía bên kia Hồ Nhân Như nhận điện thoại, nói là sau khi làm kiểm tra xong, Tần Hoan không muốn ở bệnh viện, thế là cô ta dẫn nó về biệt thự gỗ, tối nay Tần Manh Manh từ Bắc Kinh tới, ở đây cũng tiện hơn. Trương Dương gật đầu. Nói ra chuyện tối nay đi ăn cơm với Đỗ Thiên Dã, Hồ Nhân Như nói khẽ, về sớm nhé, Tần Hoan nhớ anh lắm. Trương Dương gác điện thoại, Đỗ Thiên Dã liền hỏi, nghe nói cậu mới nhận con trai à? Trương Dương gật đầu, nói ra thì dài lắm, ta
tan làm rồi, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Đỗ Thiên Dã dặn thư ký một tiếng, cùng Trương Dương ra ngoài, hai người ở bãi đỗ xe gặp chủ nhiệm Đại hội Nhân dân Triệu Dương Lâm và Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Mã Ích Dân. Triệu Dương Lâm và Mã Ích Dân chào Đỗ Thiên Dã một tiếng, thấy Trương Dương và Đỗ Thiên Dã lên xe Jeep, Mã Ích Dân không khỏi cười nói, thấy chưa, tình bạn của họ không tầm thường đâu. Triệu Dương Lâm không nói gì. Mã Ích Dân nói, thường nói, đánh chó phải ngó mặt chủ, chúng ta hôm nay không phải là chọc vào chỗ đau của người ta ư. Triệu Dương Lâm cười cười, nói, thời thế thay đổi rồi. Tô Tiểu Hồng là một người rất biết làm việc, từ sau khi uống rượu phát sinh quan hệ với Đỗ Thiên Dã, cô ta một mực né tránh gặp mặt Đỗ Thiên Dã, hôm nay là lần đầu tiên kể từ hôm đó ngồi cùng bàn ăn cơm với Đỗ Thiên Dã, nếu như không phải là Trương Dương đề nghị, cô ta cũng sẽ không chủ động gọi điện thoại cho Đỗ Thiên Dã. Đồng thời còn có Cục trưởng Cục Công an Vinh Bằng Phi, còn có cả quản đốc nghiệp vụ nhà máy chế thuốc Giang Thành Thường Hải Thiên, cô ta biết vị trí của mình, cũng biết suy nghĩ cho người khác. Nếu như cô ta đơn độc ăn cơm với Đỗ Thiên Dã, nhất định sẽ khiến người ta rèm pha. Thường Hải Thiên bởi vì nghiệp vụ nên thường ra vào Hoàng gia giả Nhật, cũng quen biết với Tô Tiểu Hồng, Vinh Bằng Phi và Tô Tiểu Hồng có gặp nhau mấy lần, cũng biết quan hệ giữa cô ta và Trương Dương. Nếu như Tô Tiểu Hồng chỉ mời mình có mình y thì y chưa chắc đã nhận lời, nhưng lấy cờ là tẩy trần cho Trương Dương, y cũng không tiện cự tuyệt. Địa điểm mời là Tân Đế Hào, Tô Tiểu Hồng trên kinh doanh cũng có quan hệ của cô ta gần đây có quan hệ rất tốt với Kiều Mộng Viện, an bài nghiệp vụ trên cơ bản cũng đều ở Tân Đế Hào. Kỳ thực tiền thân của Tân Đế Hào và Thủy Thượng Nhân Gia đều thuộc tập đoàn thịnh thế của Phương Văn Nam, trong vòng một năm ngắn ngủi đã vật tự vân phi, không những nhà hàng đổi chủ. Phương Văn Nam hiện giờ cũng bị ở tù, thậm chí còn cắt mạch máu ở trong tù, khiến người ta không khỏi cảm thấy vận mệnh trêu người. Chương 310, đấu võ mồm. Tô Tiểu Hồng là người có cảm xúc nhất với điều này, cô ta đứng trước cửa lớn của Tân Đế Hào, nhìn chiếc xe Jeep của Trương Dương lái vào trong bãi đỗ xe, mỉm cười bước ra đón. Đỗ Thiên Dã xuống xe trước, gã gật đầu với Tô Tiểu Hồng, không nói gì cất bước vào trong nhà hàng. Nhìn thấy Đỗ Thiên Dã, tim Tô Tiểu Hồng không khỏi đập nhanh hơn, cô ta thầm nhắc nhở mình nhất định phải bình tĩnh, mỉm cười bước về phía Trương Dương, nói, chủ nhiệm Trương, cậu nếu còn không về thì tôi cho rằng cậu mất tích rồi đó. Trương Dương cười ha ha, nói, chị Hồng, may còn có chị nhớ đến tôi cho rằng ở Giang Thành này không có ai hoan nghênh tôi quay về cả. Hai người sánh vai bước vào Tân Đế Hào, Trương Dương nhìn Đỗ Thiên Dã ở trước mặt, cười khẽ, nói, làm quan càng lớn, lòng người càng mệt. Bí thư Đỗ của chúng tôi đi tới đâu cũng như sợ bị người ta nhận ra vậy, ngay cả chút tự do cũng không có. Tô Tiểu Hồng nói, con đường sĩ Đỗ này thường thường là càng đi càng cô đơn, kỳ thực rất nhiều chuyện đều như vậy, thế giới của chúng ta là một cái kim tự tháp lớn, chân chính có thể đứng trên đỉnh chỉ có một người, đứng càng cao thì càng cô độc. Trương Dương khen, chị Hồng, không ngờ chị còn là một triết học gia. Tô Tiểu Hồng cười nói, triết học gia thì tôi không xứng. Tôi là tổng kết kinh nghiệm từ trong đời sống thực tế thôi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi tới đại sảnh, nhìn thấy Đỗ Thiên Dã đang ngồi nói chuyện với Kiều Mộng Viện, Trương Dương cười khẽ, nói, xem ra đường lên đỉnh tháp có rất nhiều người quen. Tô Tiểu Hồng cũng cười. Kiều Mộng Viện nhìn thấy Trương Dương, mỉm cười bước tới đón, chủ nhiệm Trương, bệnh của anh khỏi rồi à? Trương Dương cười khổ, nói, gặp mặt là nói những lời này, cô muốn tôi trả lời thế nào đây? Kiều Mộng Viện cười nói, rất cao hứng khi được nhìn thấy anh lại xuất hiện ở Giang Thành. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi có phải bị bệnh nặng đâu. Hắn nhớ tới một chuyện, quay sáng nói với Đỗ Thiên Dã, bí thư Đỗ, Kiều Tổng có thể làm chứng cho tôi. Kiều Mộng Viện có chút kinh ngạc, nói, tôi làm chứng gì cho anh. Trương Dương cười nói, hiện tại cả Giang Thành đều nói tôi ở châu Âu không biết kiềm chế, cho nên nhiễm cái bệnh gì đó, lúc tôi nằm viện ở Bệnh viện Trung Hải, cô có tới thăm tôi. Bệnh tình của tôi cô cũng biết, cô nói cho bí thư Đỗ của chúng tôi đi, tôi rốt cuộc là bị bệnh gì. Mặt Kiều Mộng Viện đỏ lên, thầm mắng thằng ôn này đúng là mặt dày vô địch, đúng là chuyện gì cũng có thể nói ra, nhưng cô ta là loại nhân vật nào chứ, đầu óc chỉ hơi xoay chuyển một chút là đoán ra rằng Trương Dương có thể là cố ý nói cho mình nghe, hắn chắc không phải là hoài nghi những lời đồn này xuất phát từ mình chứ, trong lòng vừa tức giận vừa ủy khuất, lát nữa có cơ hội nhất định phải giải thích với hắn mới được. Cô ta còn đặc biệt dặn dò Thời Duy, sau khi tới Giang Thành không được nhắc đến dù chỉ một câu về chuyện của Trương Dương. Những lời đồn này tuyệt đối không liên quan gì tới hai chị em cô ta. Kiều Mộng Viện cười nhạt, nói, thanh giả tự thanh, với điệu bộ của chủ nhiệm Trương,
căn bản không cần người khác phải chứng minh cho anh. Ngay cả Đỗ Thiên Giã cũng thầm bội phục, Kiều Mộng Viện này quả nhiên là xuất thân danh Owen, lời nói rất đúng tiêu chuẩn, đối phó với loại người có tính cách vô lại như Trương Dương thật sự là phải dùng thủ đoạn này, anh càng để ý tới hắn, hắn càng được đà lấn tới. Kiều Mộng Viện đưa họ vào trong quốc tân nhất hào, cô ta mỉm cười, nói, mọi người ngồi đi, lát nữa tôi sẽ tới kính rượu. Cục trưởng Cục Công an Vinh Bằng Phi, quản đốc nghiệp vụ của nhà máy chế dược Giang Thành Thường Hải Thiên đều đã tới, hai người nhìn thấy Đỗ Thiên Giã bước vào đều đứng dậy đón. Đỗ Thiên Giã và Thường Hải Thiên lần đầu tiên gặp nhau, có điều gã đã từng gặp mặt thị trưởng Lam Sơn Thường Tụng mấy lần, sau khi được Trương Dương giới thiệu, hai bên lập tức trở nên quen thuộc hơn. Tô Tiểu Hồng sai người mở vò rượu mà cô ta mang tới ra, mùi rượu tỏa ra khắp nơi, ngay cả loại người không thích rượu như Vinh Bằng Phi cũng không khỏi mấp máy ngón trỏ, y khen, rượu thơm quá. Đỗ Thiên Giã cười nói, đây chính là mỹ tửu mà bà chủ Tô cất kỹ, hôm nay chúng ta được uống đều là nhờ Trương Dương, phải cảm tạ anh ta mới đúng. Trong lúc nói những lời nà ánh mắt bắt gặp Tô Tiểu Hồng, tim giật thót hai cái, từ trong ánh mắt của Tô Tiểu Hồng, gã mẫn cảm phát giác ra, có 8-9 phần 10 là Tô Tiểu Hồng chuẩn bị vò rượu này cho gã. Tô Tiểu Hồng nâng chén nói, tối nay là tiệc tẩy trần cho chủ nhiệm Trương, hoan nghênh anh ta vinh quang trở về quê hương, quay lại Giang Thành, chúng ta cùng cạn một chén. Được, Đỗ Thiên Giã đi đầu hưởng ứng. Trương Dương giả vờ cảm động đến rơi nước mắt, tôi thật sự là không biết nói gì, thôi thì bỏ hết vào rượu vậy. Hắn đi đầu uống cạn chén đó, lại nói, vinh quang trở về thì không dám, chỉ cần lãnh đạo không phê bình là tôi đã tạ ơn trời đất rồi. Thân là thường ủy thị ủy, Vinh Bằng Phi đương nhiên biết tình cảnh của Trương Dương hiện tại, không khỏi cười nói, mắt của quần chúng luôn sáng, là vàng thì ở đâu cũng sẽ phát sáng. Trương Dương cười nói, thật vậy ư? Tô Tiểu Hồng nói, tôi không phải là người trong thể chế, mở tiệc tẩy trần cho cậu bởi vì chúng ta là bạn bè, bất kể là cậu phạm sai lầm cũng được, không phạm sai lầm cũng được, trong mắt chúng tôi, cậu vẫn là vinh quang trở về, chúng tôi đều hoan nghênh cậu trở về. Thường Hải Thiên khen, Tô Tổng nói hay quá. Đỗ Thiên Giã nói, Trương Dương, cậu đừng có làm ra vẻ giống như oán phụ như vậy nữa, trong đời người, có ai mà không phải chịu chút ủy khuất. Người khác nói gì không quan trọng là cậu làm như thế nào. Vinh Bằng Phi cười nói, có câu này của Bí Thư Đỗ, cậu còn ủy khuất cái gì? Lời khẳng định của Bí Thư Đỗ đối với cậu chính là lời khẳng định của tất cả lãnh đạo cấp trên của Giang Thành chúng tôi đối với cậu, cũng chính là lời khẳng định của Đảng đối với cậu. Trương Dương nói, tôi sao nghe cứ như là truy tặng liệt sĩ ấy nhỉ? Tất cả mọi người đều bật cười. Thường Hải Thiên nói, đại cát đại lợi, chúng ta uống rượu, không nói những lời này nữa. Lúc Kiều Mộng Viện tới kính rượu không đi một mình, Hứa Gia Dũng đi cùng cô ta, tối hôm đó Hứa Gia Dũng cũng mở tiệc chiêu đãi khách của Hối Thông ở đây. Kinh rượu cũng phải phân cấp, Trương Dương xếp sau Vinh Bằng Phi, Hứa Gia Dũng rất nhiệt tình chạm cốc với hắn, chủ nhiệm Trương, nghe nói anh bị bệnh, tôi một mực muốn tới thăm anh, đáng tiếc là công việc bận rộn, thực sự là không dứt ra được. Trương Dương nói, không cần phải khách khí, Kiều Tiểu Thư đã thay anh thăm tôi rồi, tâm ý của anh tôi xin nhận. Hứa Gia Dũng cười rất vui vẻ, nhưng trong lòng lại có chút không thoải mái, thằng nhóc này rõ ràng là cố tính nhắc chuyện này ở trước mặt mình. Hai người cùng cạn chén này, Hứa Gia Dũng nói, thấy phong thái của chủ nhiệm Trương còn hơn xưa, thân là bạn bè, thực sự là thấy cao hứng thay cho anh. Về thì tốt rồi, lời đồn thổi bậy bạ ở bên ngoài nhiều quá, tôi nghe không nổi nữa. Trong ngôn ngữ của thằng ôn này cũng đầy ý chế giễu, rõ ràng là muốn sát muốn lên vết thương của Trương Dương. Ở trước mặt nhiều người mà nhắc chuyện gì, Hứa Gia Dũng có chút sắp tâm cố ý, gã thấy bộ dạng Dương Dương tự đắc của Trương Dương thì không được vui, cho nên muốn khiến Trương Dương mất mặt. Trương Dương thầm nghĩ mày thì ước sao tao bệnh chết mới đúng, nhưng lời này không thể nói ra được, hắn cười bảo, kỳ thực tôi không có bệnh gì cả, chỉ là bị viêm đường tiết niệu thôi, Kiều Tiểu Thư có thể chứng minh cho tôi, phải không? Câu nói này rất không có hậu đạo, hắn tuy là nói thực, nhưng nói ra ở ngay trước mặt Kiều Mộng Viện và Hứa Gia Dũng, căn bản là cố ý khiến người ta khó xử. Mặt Kiều Mộng Viện đỏ bừng lên, hận không thể xông lên đấm một phát vào mặt Trương Dương. Cô ta đã nghe ra mùi thuốc súng giữa Trương Dương và Hứa Gia Dũng, nhưng hai người họ đấu thì đấu, kéo mình vào làm gì? Trương Dương à Trương Dương, anh cũng thì bỉ lắm. Hứa Gia Dũng tuy vẫn người, nhưng ai cũng thấy nụ cười của gã đã đứng ngắc, cái này cũng khó trách. Nghe thấy những lời này, ai cũng không thể vui cho nổi. Tô Tiểu Hồng nhìn thấy bầu không khí có vẻ không ổn, vội vàng giảng hòa, được rồi,
Chuyện của cậu đừng có đi khắp nơi tìm người chứng minh nữa, chúng tôi đều giúp cậu chứng minh, cậu là bị viêm đường tiết niệu, không phải là bị bệnh đó. Đỗ Thiên Dã và Vinh Bằng Phi đều cười, tiếng cười làm giảm đi bầu không khí khó chịu. Hứa Gia Dũng cũng cười hai tiếng theo, có điều tâm tình rõ ràng là bị ảnh hưởng, ngay cả ý định tiếp tục kính rượu cũng không có, mỉm cười nói, tôi không làm phiền các vị nữa, bí thư Đỗ, cục trưởng Vinh, mấy người tiếp tục đi. Hắn nói xong liền rời khỏi Quốc Tân Nhất Hào, Kiều Mộng Viện cũng đi theo. Đỗ Thiên Dã nhìn Trương Dương, có chút bất lực lắc lắc đầu, với cái tố chất của cậu, kiểu gì cũng làm mất mặt cán bộ Giang Thành chúng ta. Trương Dương cười hắc hắc, tự nâng chén lên uống cạn, thản nhiên nói, rượu này không tồi. Thường Hải Thiên nói, tôi thấy tố chất của Hứa Gia Dũng cũng chẳng ra làm sao cả. Gã cũng là người sĩ diện, Hứa Gia Dũng kính rượu tới Trương Dương thì kết thúc, bỏ qua gã và Tô Tiểu Hồng. Rõ ràng là khinh thường họ, cha của Thường Hải Thiên là thị trưởng thành phố Lam Sơn, người ta cũng là con cháu cán bộ, Hứa Gia Dũng ngươi lợi hại cái gì? Hứa Gia Dũng cũng không phải là khinh thường Thường Hải Thiên, vừa rồi Trương Dương thực sự quá đáng, bệnh viêm đường tiết niệu của ngươi lại bảo bạn gái ta chứng minh cho ngươi. Thế là sao? Hứa Gia Dũng thù mới hận cũ sộc lên đầu, cho dù là hàm dưỡng có cao hơn nữa thì lúc này cũng có chút không chịu nổi, ra khỏi phòng, mặt mày liền sầm xuống. Kiều Mộng Viện đi ra theo gã, từ biến hóa trên mặt gã đã nhìn ra là gã bị Trương Dương chọc giận rồi, liền nói, Gia Dũng, hắn là vậy đó, nói năng bừa bãi, nhưng kỳ thực. Hứa Gia Dũng đột nhiên quay đầu lại, hiếm mắt nhìn chằm chằm vào Kiều Mộng Viện, nói, kỳ thực cái gì? Hứa Gia Dũng cười lạnh, nói, hắn quá đáng như vậy, em không ngờ còn nói đỡ cho hắn. Anh thực sự là không hiểu, em và hắn thân nhau lắm à? Có cần phải đến thăm hắn không? Có cần phải giúp hắn chứng minh không? Người ta khi đố kỵ thì lời nói luôn thiếu suy nghĩ. Kiều Mộng Viện nói, Gia Dũng, cho dù là bạn bè bình thường thì tới thăm nhau một chút cũng có gì đâu. Hứa Gia Dũng nói, cô có từng nghĩ tới sĩ diện của mình, có từng nghĩ tới tôn nghiêm của tôi không? Kiều Mộng Viện cắn môi, nói, em hiện tại không muốn đàm luận với anh về vấn đề này. Hứa Gia Dũng hậm hực gật đầu, nói, được, nói xong gã bước về phòng. Không thèm nhìn Kiều Mộng Viện lấy một cái. Hành động vừa rồi của Trương Dương căn bản chính là cố ý, hắn đối với Hứa Gia Dũng trước giờ đều không có ấn tượng tốt, hắn không chủ động chọc Hứa Gia Dũng đã là may lắm rồi, Hứa Gia Dũng không ngờ lại chủ động lôi tâm bệnh của hắn ra nói, Trương Dương há có thể tha cho hắn. Người có Makate ở đây không ai không phải là người tinh minh, ai cũng nhìn ra Trương Dương là lợi dụng Kiều Mộng Viện để đả kích Hứa Gia Dũng, may mà Tô Tiểu Hồng kịp thời ra mặt. Khiến cho tình hình lúc đó không rơi vào bế tắc. Đỗ Thiên Dã nâng chén, nói Trương Dương à Trương Dương, cậu đừng có đi khắp thế giới tìm người chứng minh nữa, bệnh viêm đường tiết niệu của cậu mọi người đều biết rồi, không phải chỉ là bệnh vặt thôi ư, có cần phải đi khắp nơi tuyên dương như lập chiến công, sợ người ta không biết như vậy không? Trương Dương cười nói, anh không phải là bảo tôi phải nói rõ chuyện này ư, đừng để người khác hiểu lầm, cho nên tôi không những phải lấy ra vật chứng mà còn phải tìm cả nhân chứng nữa. Nếu lãnh đạo các anh vẫn không yên tâm, tôi sẽ đăng một bài thanh minh trên nhật báo Giang Thành, Trương Dương tôi là bị viêm đường tiết niệu, tuyệt đối không phải là bệnh lây lan qua đường sinh dục. Thường Hải Thiên không chịu nổi, quay đầu đi, phun hết rượu trong miệng ra, xin lỗi, Trương Dương, tôi xin anh đấy, nói ít đi một câu có được không? Đỗ Thiên Dã cũng bật cười, mắng, bựa, nhớ lại cảnh vừa rồi Trương Dương và Hứa Gia Dũng đấu võ miệng, gã không khỏi nhớ tới Hứa Thường Đức đã chết. Chẳng lẽ Hứa Gia Dũng cũng biết rõ nội tình của chuyện này? Nếu như gã biết lúc đó Trương Dương đóng vai trò quan trọng bên trong, vậy thì đoạn hiềm khích này rất khó hóa giải. Tô Tiểu Hồng nói, chúng ta đừng nói những chuyện mất hứng như vậy nữa. Chủ nhiệm Trương, hôm nay tôi tẩy trần cho cậu, nào. Phải uống say mới ngừng, không say thì không về. Trương Dương đang định hưởng ứng thì di động của hắn đổ chuông, là Tần Hoan gọi tới, Tần Hoan nói, cha, cha sao vẫn chưa về. Trương đại quan nhân vẻ mặt hiền từ, giạt rào tình cha nói, Tiểu Hoan, cha đang ở ngoài bàn chuyện công việc, đợi xong việc cha sẽ về. Cha nói dối, mẹ nuôi nói cha đang uống rượu, bà bảo nói dối không phải là bé ngoan. Trương Dương cười xấu hổ, con trai ngoan, cha lát nữa sẽ về mà, con yên tâm. Tần Hoan lại dặn dò hắn mấy câu rồi mới gác điện thoại. Trương đại quan nhân gác điện thoại, phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía mình. Giống như là không quen hắn vậy. Trương Dương cười nói, nhìn cái gì? Trên mặt tôi có gì à? Thường Hải Thiên cảm thán, tôi đã thấy được tình thương cao thượng của cha rồi.
Đỗ Thiên Dã nói, tôi có phải là nghe lầm không? Tô Tiểu Hồng nói, tôi có chút cảm động rồi. Vinh Bằng Phi nói, tôi thật sự có chút hoài nghi, cậu có phải là ở bên ngoài lén sinh một đứa con trai không? Trương Dương hết nhìn người này lại nhìn người kia, nói, tôi nói này Bí Thư Đỗ, anh tận mắt nhìn thấy rồi đó, lời đồn thường thường là như thế này mà thành. Tiệc tẩy trần không tiến hành quá lâu, chủ yếu là bởi vì Đỗ Thiên Dã ở đây, thân là Bí Thư Thị ủy, gã không thể nào mặc sức ăn uống như người bình thường được, nếu chỉ có gã và Trương Dương, có lẽ sẽ tốt hơn một chút, gã cũng có thể thoải mái hơn, có thể ăn nói vô tư. Nhưng ở trước mặt người khác, Đỗ Thiên Dã phải bảo trì hình tượng. Ra khỏi phòng của Quốc Tân Nhất Hào, mọi người cũng không nói nhiều, ai đi đường nấy, Trương Dương vốn chuẩn bị đưa Đỗ Thiên Dã về, nhưng có nhân viên đi tới, nói rằng Kiều Mộng Viện tìm hắn có việc. Thường Hải Thiên và Vinh Bằng Phi đã đi rồi, Tô Tiểu Hồng nói với Đỗ Thiên Dã, tôi đưa anh về. Đỗ Thiên Dã do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Bước vào xe Audi của Tô Tiểu Hồng, Đỗ Thiên Dã hơi dịch ghế ra sau, như vậy hai chân cũng có thể để thoải mái. Tô Tiểu Hồng nhìn Đỗ Thiên Dã ở ghế phụ, không khỏi cười nói, tôi còn cho rằng anh quen ngồi ở ghế sau. Đỗ Thiên Dã nói, kỳ thực tôi thích ngồi ở ghế lái. Tô Tiểu Hồng nói, vậy anh lái đi. Đỗ Thiên Dã gật đầu, đổi chỗ với Tô Tiểu Hồng, gã cũng không biết vì sao lại lên xe của Tô Tiểu Hồng. Lúc Tô Tiểu Hồng xuống xe còn đặc biệt quan sát xung quanh, sợ có người nhìn thấy. Đỗ Thiên Dã khởi động máy, men theo Hồ Nam đi về phía trụ sở thị ủy. Tô Tiểu Hồng nói khẽ, có thể khiến một bí thư thị ủy làm lái xe, cấp bậc của tôi sao giống cán bộ cấp thành phố thế. Cô ta cố ý làm hòa hoãn bầu không khí khó xử giữa hai người. Đỗ Thiên Dã cười cười, gã nói nhỏ, tôi hôm nay biết pháp mà phạm pháp, uống rượu còn lái xe. Tô Tiểu Hồng nói, ở trong thể chế lâu như vậy, con người ta sẽ biến thành cứng ngắc, rượu có thể khiến anh thả lỏng vừa phải. Đỗ Thiên Dã đột nhiên nhớ tới đêm cuồng loạn đó, đêm đó thuộc về gã và Tô Tiểu Hồng. Trong lòng cảm thấy nóng rực, gã lấy hết dũng khí, nói, ngày đó. Tô Tiểu Hồng mở đài, dùng âm nhạc ngắt lời gã, đôi mắt đẹp nhìn về Hồ Nhã Vân trong bóng đêm, Bí Thư Đỗ, cảm ơn anh vì anh đã có thể coi tôi là bạn. Tô Tiểu Hồng rất thông minh, cô ta hiểu quan hệ lợi hại của chuyện này, cô ta biết rõ thanh danh và vị trí của mình, chuyện phát sinh giữa họ, cô ta đã cố ép mình quên đi rồi, cũng không muốn Đỗ Thiên Dã nhắc tới nữa, Đỗ Thiên Dã nếu có quan hệ với mình. Chỉ tổ làm ảnh hưởng tới sự nghiệp và tiền trình của gã, chuyện phát sinh cũng không nằm trong ý liệu của Tô Tiểu Hồng. Trước đây cô ta một mực coi Đỗ Thiên Dã như ân nhân cứu mạng, trong mắt cô ta Đỗ Thiên Dã là một nam nhân gần như là hoàn mỹ, tính tình hào sảng nhiệt tình. Là một người cao không với tới được, nhưng sau khi phát sinh chuyện tối hôm đó, cô ta cũng hiểu rằng phía sau sự kiên cường của Đỗ Thiên Dã cũng có niềm bi thương. Trong tầm nhìn mông lung, đèn đường bị tốc độ xe kéo ra từng vệt sáng dài. Thời gian dùng loại phương thức này để chảy đi trong đầu họ, lưu lại một tình cảnh mỹ lệ không thể xóa nhòa. Tô Tiểu Hồng kéo cửa sổ xe, để gió thổi bay mái tóc của cô ta, khuôn mặt mỹ lệ không biết vì sao lại ươn ướt. Sự phẫn nộ của Kiều Mộng Viện không phải là bởi vì cuộc giao phong giữa Trương Dương và Hứa Gia Dũng, mà là bởi vì Trương Dương kéo cô ta vào vòng, lợi dụng cô ta để đả kích lòng tự tôn của Hứa Gia Dũng. Kiều Mộng Viện cho dù có hàm dưỡng hơn nữa thì lúc này cũng không chịu nổi. Cho nên cô ta mới sai người đi mời Trương Dương tới văn phòng của mình, cô ta muốn tự mình nói chuyện với Trương Dương. Anh thật ti bỉ, mặt Kiều Mộng Viện tức đến trắng bệch, môi mím chặt lại, hai tay đan vào nhau, có thể là cô ta đang gắng sức khống chế bản thân. Trương Dương vẫn là bộ dạng vô tâm đó, rất không khách khí ngồi xuống đối diện với Kiều Mộng Viện, Kiều Tiểu Thư, chúng ta có phải là bạn bè không? Anh là bạn bè với anh là đồ tư lợi, hỏa khí của Kiều Mộng Viện rất lớn. Trương Dương cười ha ha, giữa bạn bè nên giúp đỡ nhau, hiện tại rất nhiều người của Giang Thành đều đồn đại tôi bị bệnh đó, cô lúc trước không phải cũng hoài nghi tôi ư. Ngay cả ăn cơm với tôi cũng sợ đến kinh hồn táng đảm, tôi lúc đó coi như đã biết cái gì gọi là tình người ấm lạnh. Kiều Mộng Viện nhớ tới chuyện lúc trước xảy ra ở bệnh viện Trung Hải, vẻ mặt có chút hòa hoãn lại. Cô ta nói khẽ, anh có ý gì? Có phải là tôi truyền ra đâu? Trương Dương nói, tôi cũng không nói là cô truyền ra. Lúc đó cô nói với Thời Duy là tôi bị bệnh đó, tôi cũng có trách cô không? Kiều Mộng Viện bị hắn nói cho nghẹn lời, chuyện này không thể phủ nhận, cô ta lúc đó đúng là có nói Trương Dương bị bệnh lây lan qua đường tình dục với Thời Duy. Trương Dương nói, cô bảo tôi ích kỷ, kỳ thực cô cũng ích kỷ thôi, Hứa Gia Dũng là hôn phu của cô, hắn nói tôi có bệnh, cô đã biết tình huống chân thực,
sao lại không chứng minh giúp tôi? Sao không giải thích với gã? Cứ để mặt cho gã ở trước mặt các lãnh đạo xỉa sói tôi. Thế mà tôi lại một mực coi cô là bạn bè. Tôi quá thất vọng rồi. Kiều Mộng Viện thở dài, nói anh thôi cưỡng từ đoạt lý trước mặt tôi đi. Tôi thừa nhận không nói lại anh. Nói chung, anh nhớ rõ cho tôi, chuyện của anh không có liên quan gì tới tôi cả. Tôi không muốn nhúng tay vào, cũng không muốn chứng minh cho anh. Trương Dương cười nói, ai ích kỷ có cần tôi nói nữa không? Nếu như chuyện tương tự xảy ra với cô, tôi nhất định sẽ nhảy ra nói rõ giúp cô. Kiều Mộng Viện mặt đỏ bừng, tên hỗn đản này nói năng kiểu gì vậy? Đang yên đang lành từ trong miệng hắn lại biến thành có chút ý vị. Cô ta nhíu mày, nói anh đừng có nói năng bậy bạ nữa, tôi gọi anh tới là muốn hỏi anh một chuyện. Trương Dương nói đi, tôi rửa tai lắng nghe. Anh và Tần Manh Manh rốt cuộc là có chuyện gì? Trương Dương nói, không có chuyện gì cả, cô nghe được gì rồi? Kiều Mộng Viện gật đầu, nói tôi trước đây có quen với Tần Manh Manh, thời Duy cũng rất thân với cô ta, hai bác tôi đều là người của Học viện Quân sự Phương Bắc, Tần Manh Manh chính là nghiên cứu sinh của trường họ. Trương Dương lúc này mới hiểu Kiều Mộng Viện vì sao lại hỏi tới Tần Manh Manh. Kiều Mộng Viện nói, có một số chuyện truyền đi rất nhanh, anh không nói không có nghĩa là người khác không biết, chi tiết cụ thể thì tôi cũng không muốn hỏi, nhưng Tần Manh Manh tới Giang Thành, tôi muốn gặp mặt cô ta. Trương Dương trầm ngâm một lát, nói tôi thấy chuyện này cô coi như không biết là tốt hơn. Kiều Mộng Viện nói, anh chắc hiểu tình của thời Duy, tôi có thể coi như không biết, còn nó. Trương Dương nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng gật đầu, thế này đi, vào lúc thích hợp, tôi sẽ an bài cho các người gặp mặt nhau, thời Duy là người lắm lời, cô bảo cô ấy đừng có nói linh tinh. Kiều Mộng Viện lại hiểu sai ý của Trương Dương, chuyện của anh chúng tôi không có nói linh tinh, đừng có tính lên đầu chúng tôi. Trương Dương nói, tôi bảo này, Hứa Gia Dũng có phải là rất hận tôi không? Tôi sao cảm thấy mỗi lần gặp mặt gã, gã luôn tươi cười nhưng lại thầm giấu dao. Kiều Mộng Viện nhướng mày. Nói, hôm nay là anh nhắm vào anh ấy, không phải là anh ấy nhắm vào anh. Trương Dương giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, được, tôi nhận thua, tôi biết kiểu gì cô cũng bảo vệ gã mà. Lúc Trương Dương quay về biệt thự thì đã là 10 rưỡi, Tần Hoan vẫn chưa ngủ, đang nằm trên thảm ở phòng khách chơi xếp hình, Từ Lập Hoa thì ngồi xem tivi, thấy Trương Dương về, Tần Hoan vui vẻ ra đón cha, cha về rồi à? Trương Dương cười cười gật đầu, xoa đầu nó, Tiểu Hoan. Sao vẫn chưa ngủ? Tần Hoan nói, đợi cha, đợi cả gì con nữa, mẹ nuôi ra bến tàu hỏa đón gì rồi? Lúc này bên ngoài vang lên tiếng xe ô tô, Tần Hoan vội vàng chạy ra cửa. Trương Dương thầm cảm thán, đúng là mẫu tử liên tâm. Tần Manh Manh mặc quân trang vừa từ trong xe bước ra đã nghe thấy giọng nói hoan hỉ của con trai, dì, dì ơi. Tần Manh Manh hai mắt ướt nhòe, mũi cay cay, nước mắt suýt nữa thì rơi xuống, cô ta bước nhanh tới. Ôm Tần Hoan vào lòng, Tần Hoan ôm cổ cô ta, mặt dí sát vào mặt Tần Manh Manh, khóc lóc nói, dì, con nhớ dì. Con sau này sẽ không làm gì tức giận nữa, dì đừng bỏ con, đừng bỏ con. Nước mắt Tần Manh Manh không nén nổi nữa, tí tách rơi. Trương Dương và Hồ Nhân như đứng ở bên cạnh cũng cảm động lây, Trương Dương nói, được rồi, đừng đứng ở ngoài nữa, cạnh hồ gió lớn lắm, vào nhà ngồi đi. Tần Hoan dắt tay Tần Manh Manh chạy vào phòng khách. Từ Lập Hoa đi ra, Tần Hoan giới thiệu với Tần Manh Manh, dì, đây là bà con. Từ Lập Hoa từ chỗ con trai trên cơ bản đã biết về chuyện này, bà ta cũng thấu hiểu tình cảnh của Tần Manh Manh, một mình nuôi con quả thật là khó khăn, Từ Lập Hoa cười nói, Tần Tiểu Thư tới rồi à. Tần Manh Manh dịu dàng cười nói, con chào dì, mấy hôm nay phiền dì quá. Từ Lập Hoa cười nói, dì mà phiền với không phiền, người nhà với nhau đừng nói những lời khách sáo, thằng bé Tần Hoan này tôi thật lòng rất thích nó. Làm bà mà chăm sóc cháu là chuyện thường tình thôi. Trương Dương ở phía sau cười nói, đúng vậy, là người nhà mà, đừng khách khí. Từ Lập Hoa nói, Tần Tiểu Thư chắc chưa ăn gì, tôi đi hâm nóng đồ ăn, lát là xong thôi. Tần Manh Manh vội vàng nói, dì à, để con tự làm. Trịnh Thành Liêm xua tay, nói, cô từ xa tới, đi nghỉ đi đã. Tần Manh Manh tới khiến cho Tần Hoan được yên tâm, nếu như không phải là Trương Dương bắt nó đi ngủ. Thằng bé này không biết sẽ hưng phấn đến thế nào. Tần Manh Manh ăn cơm xong, chủ động giúp Từ Lập Hoa thu dọn bát đũa. Từ Lập Hoa nói, Tần Tiểu Thư. Tần Manh Manh nói, dì à, dì gọi con là Manh Manh đi, dì đã coi Tiểu Hoan là cháu, vậy thì đừng coi con là người ngoài. Từ Lập Hoa mỉm cười gật đầu, nói Tiểu Hoan tối nay là vui nhất đấy,
thấy cô đến nó mới yên tâm hoàn toàn. Tần Manh Manh trong lòng cảm thấy áy náy, những gì mà mình dành cho con trai thật sự là quá ít. Từ Lập Hoa nói, mệnh vận của Tiểu Hoan và Trương Dương có chút giống nhau, trước khi Trương Dương sinh ra, cha nó đã mất. Tần Manh Manh kinh ngạc ồ một tiếng, chuyện của Trương Dương cô ta lần đầu tiên nghe thấy, chẳng trách lại bảo vệ Tần Hoan như vậy, thì ra từ trên người Tần Hoan hắn thấy được hình bóng của mình năm xưa. Từ Lập Hoa nói, tôi một mình nuôi nó, lúc đó phải chịu không ít đau khổ. Mỗi lần nó khóc lóc ồn ào, tôi đều không ngừng khóc, có những lúc, tôi thật sự muốn tặng nó cho người khác, cho tới một ngày nó gọi mẹ. Từ Lập Hoa dừng lại, nhớ lại cảnh con trai lần đầu tiên gọi mẹ, nó giang hai tay rồi, gọi mẹ. Mẹ, tôi thấy nụ cười trên mặt nó, khổ cực hay ủy khuất, thương tâm gì cũng quên hết cả, vì hai chữ này, cho dù bảo tôi hy sinh tính mạng cũng đáng. Tần Manh Manh rơi lệ, cô ta nhớ lại mình, nhớ tới cảnh Tần Hoan lúc còn nhỏ gọi mẹ, nhớ tới nó gọi mình là mẹ, còn cô ta thì lại đánh vào mông để trừng phạt nó, nói, gì không phải là mẹ, gì là gì của con. Tần Manh Manh quay người đi. Từ Lập Hoa nói khẽ, trên thế giới này có một loại tình cảm không thể nào che giấu được, cũng vĩnh viễn không thể thay đổi. Tần Manh Manh biết, loại tình cảm này chính là tình mẹ. Đêm khuya người vắng, Tần Manh Manh một mình đi tới sân thượng của nhà gỗ, lại thấy Trương Dương đang ngồi khoanh chân ở đó. Trương Dương đã ngồi đây gần một tiếng rồi, hắn đang tu luyện nội tức, cố gắng để trước khi Tần Hoan làm phẫu thuật thể trạng của mình có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong. Nghe thấy tiếng bước chân của Tần Manh Manh, Trương Dương mở mắt, nhìn dấu nước mắt ở khóe mắt của Tần Manh Manh, lập tức ý thức được cô ta vừa khóc. Trương Dương đứng dậy, mỉm cười, ở đây có quen không? Tần Manh Manh gật đầu, nhìn Nam Hồ ở phía xa, nói khẽ, rất đẹp. Cô ta dừng lại một chút, nói với vẻ chân thành, Trương Dương, cảm ơn anh và người nhà của anh đều rất tốt, thật sự là rất tốt, nếu như lúc trước tôi có chỗ nào không phải, xin anh bỏ qua cho. Trương Dương cười nói, không cần phải nói những lời này đâu, chúng ta đều muốn tốt cho Tần Hoan, chỉ cần nó bình an vượt qua cuộc phẫu thuật này, chút hiểu lầm giữa chúng ta có tính là gì. Tần Manh Manh bước về phía trước, nắm lấy lan can, nói Tiểu Hoan là con trai ruột của tôi. Cô ta cuối cùng cũng thừa nhận chuyện này trước mặt Trương Dương. Trương Dương nói, tôi biết. Tần Manh Manh nói, từ trước tới giờ tôi không muốn thừa nhận sự thực này, tôi muốn né tránh sự tồn tại của nó, nhưng hiện tại tôi mới phát hiện, mình sai rồi, sai rất nhiều. May mà cũng không tính là quá muộn, cô sai 5 năm, có thể dùng thời gian sau này, tăng thêm tình mẹ để bồi thường cho nó, để nó được hạnh phúc. Tần Manh Manh quay sang Trương Dương, trong đôi mắt đẹp đã đẫm nước mắt, tôi còn có cơ hội không? Có, nhất định có. Trương Dương trả lời đầy tự tin. Cho tới giờ Tần Manh Manh vẫn không mang hy vọng quá lớn đối với cuộc phẫu thuật của con trai, nhưng ngữ khí kiên định của Trương Dương lúc này đã giúp cô ta nhìn thấy hy vọng, từ trong ánh mắt của Trương Dương cô ta thấy được một loại tín niệm, có lẽ hắn thực sự có thể sáng tạo ra kỳ tích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 310.